Trời ơi là trời ơi, bây giờ đi tới đâu rồi hả? Cái gì? Qua cầu chưa? Lẹ lên! Alo! Bây giờ bánh đoàn rồi đó! Trời ơi! Ở đâu mà kỳ cùng vậy trời? Chắc chết quá, chắc trốn vô đây rồi. Nó tràn vô đây chắc quýnh mình luôn quá. Nó nói là có ca sĩ này, phải có ca sĩ này cho đó. Không là đó hả? Nó quýnh mình hả? Đi hát đi, hai đi ăn cướp vậy? Hát lẹ chú ơi, trời ơi. Cái gì tôi kêu mấy giờ mà giờ này mới tới? Nhân cảm. Trời ơi. Con tới trước nha, con tới trước nha. Bà đừng có cười, bà nhìn tôi mà đừng có cười hả? Bà làm quản lý kiểu gì vậy hả? Đi trễ là đi trễ 2 tiếng đồng hồ. Chương trình tôi có 2 tiếng à, mà đi trễ 2 tiếng là sao? Anh vừa vả là biết anh cái gì? Không Chị làm quản lý làm cái gì hả? Chị lo tập trung vô xe xua này làm cái gì hả? Xe xua làm gì? Quản lý cũng phải đẹp chứ. Quản lý quản lý. Cho bây giờ cho tôi nói một câu đi. Trời ơi sao anh kỳ vậy? Anh có người đàn ông gì mà nói nhiều dữ vậy? Bây giờ muốn nói không? Bây giờ muốn nói không? Lên phường nói đi nghe. Lên phường giải thích liền. Bây giờ sao? Bây giờ có cho hát không? Không hát đi về. Bây giờ mà. Đi về luôn. Nè. Mình đi về đi. Nè cơn mới nổi nghe. Sao? Bây giờ cơn hát đoàn nào, anh chụp đoàn đó nghe. Nhưng mà anh bây giờ tôi tới nơi, bây giờ anh cho tôi hát không hay là sao? Bây giờ tự nhiên la lối ông sùm. Bây giờ phải giải quyết thế nào nè? Đi kiểu gì mà trễ 2 tiếng đồng hồ? Ủa mới nổi hôm qua thôi, hôm nay đi trễ 2 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ ngày thứ 3, ngày gì, ngày thứ 5 thì sao? Hả? Đi trễ mấy tiếng mấy ngày đây? Cái chuyện đâu còn có đó chứ, phải phải bây giờ phải rồi ca sĩ ăn bận vậy rồi sao lên đi lên sân khấu của tôi được hả? Thì Phong hả, ca sĩ mà ăn bận như con anh như ăn mài vậy hả? Thì bây giờ tại theo phong cách ăn mặc bây giờ nó xì tai nó vậy lời tôi lên tôi hát bài. Ủa xì tai ăn mài ở đâu ra vậy? Đúng rồi, tôi hát bài Cái Bang đó. Tôi hát bài Cái Bang ăn bận vậy chứ sao, cái xì tai nó là như vậy, phải ra mình phải diễn đúng với nhân vật mình. Bây giờ tôi không hát nữa, tôi còn chạy chỗ khác nữa chứ trời. Không có chạy chỗ nào hết đó, đêm nay là của tôi. Là mang gì đó. Bây giờ là nãy hợp đồng ơi. Sao rõ ràng bây giờ gọi điện thoại sao bây giờ có cho ca sĩ hát không? Bữa này chạy kiểu gì vậy hả? 15 năm trong nghề mà chạy kiểu gì vậy hả? Không, tôi mới cái lên... qua cầu là qua cầu sao? Tôi mới lên chạy có 15 ngày à. Gì? Hồi nãy tôi nói chuyện điện thoại với ông đàng hoàng là tôi nói tôi qua 3 cây cầu nữa là tôi tới. Rồi sao? Đó thì một cái cầu Cần Thơ, cái cầu Mỹ Thuận, cái cầu Bình Điền, 3 cây. Rõ ràng rồi. Nhưng mà phải biết canh giờ chứ. Trời, làm sao mà canh được? Xe cổ làm sao tôi canh được? Thì trời giờ ơi, nó... lỡ nó nhận xô với chóc giờ... căng rồi. Trời ơi, nhận dữ ác vậy? Thì bây giờ trời nhận ơi, bây giờ người ta nổi tiếng phải cho người ta đi mần ăn chứ. Mần ăn thì cũng phải cho con này ăn nữa chứ. Ủa, công nhận nha, bầu xô này nha. Ủa, ông có hai con dê chó, ông nói quá, trời nói luôn. Trời ơi, tôi nói dữ lắm, à, nghe. Ông vô đây mà ông nói quá, trời đúng tay nói chưa à. Rồi. Chú nghe. Dạ. Chuyện đâu còn có đó. Dạ. Là chú nên bình tĩnh lại. Thôi. Tôi là tài xế. Rõ ràng. Hả? Cháu mình nó lỡ nhận xô thôi. Lỡ thôi mà. Lỡ nhận xô, xô Sóc Trăng, xô Sài Gòn. Chạy là phải cẩn thận. Giữ tính mạng cho mình chứ. Con bầu xô kệ. Ông là ai quánh nó chết kệ nó. Rồi. Dạ, ông là sướng chưa? Quá rồi. Rồi. Bây giờ giải thích chung chưa? Rồi. Vô phường liền. Nghe, ở đâu ra vậy hả? Ở đâu ra chuyện nhà mẹ tôi đẻ ra giờ sao? Đẻ gì mà xuất sắc quá vậy? Cảm ơn anh đã khen. Trời gu ơi, không phải gu tôi nha. Bảo cho tôi biết vậy. Trời ơi. Trời nè ơi. Nè, bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao giải quyết cho tôi đây nè. Đây nè chú. À, bây giờ tôi giải quyết nè. Lúc mà làm hợp đồng nó nói với chú nè, rồi. Tài xế đẹp trai nói chuyện hoài. Đi thúc rồi. Quản lý đi quản. Nói chuyện lại không? Không phải, tôi không có nói chuyện lại. Mà tôi đang nhìn cái mặt ông tôi xăm soi. Có cách nào phẫu thuật hai cái con dê chó ra được không nè? Trời ơi. Không biết rồi, cái nghề của tôi là make up như là làm đẹp cho ca sĩ. Không thấy ca sĩ tôi đẹp không? Thấy ca sĩ tôi đẹp không? Dạ không chị, thấy chị đẹp hơn ca sĩ luôn á chị. Thì tất nhiên rồi, tôi là cái người mà make up rồi đi theo phụ cho ảnh phục trang. Thì tất nhiên là tôi phải đẹp chứ, để cho người ta biết đến cho đến tôi chứ. Biết tôi là ai không? Dạ ai? Biết tôi tên gì không? Dạ gì? Nguyễn Thị Lai. Nguyễn Thị Lai luôn hả? Ừ. Mà sao mặt gọn vậy? Trời ơi, thì Lai cái mặt mới gọn chứ sao? Rồi bây giờ làm sao giải quyết sao đây nè? Bây giờ giải quyết sao nè? Bây giờ có cho hát ông đứng hoài rồi sao? Bây giờ có để hợp đồng không nè? Đâu giải vậy được? Đâu đâu đâu. Rồi cái giải là quá trời nè. Ở đâu? Cần xe ra. Ông bầu sao em? Có rồi. Em đã đi lùng sục khắp các nơi, em đã tìm kiếm một tài mắn rồi.
tài năng mới. Đừng cần cái thằng này nữa, thằng là quán quân tiếng hát chim sơn ca thôi. Em đã tìm được quán quân tiếng hát chim đại bàng. Mày chết chưa? Có đại bàng này chim non nha con. Mày chết dạ. Luôn. Ca sĩ trẻ mà hát hay lắm, có đó. Tâm với nghề mà tập trung tư tưởng. Anh thích vậy đó. Đó, anh thích trẻ có tâm, không có đạo đức đàng hoàng. Đúng rồi. Chứ không phải như cái dòng này nghe. Đúng rồi. Dòng này là cho 30 giây bay liền. Đúng rồi. Trời ơi, đâu đưa tới đây. Ca sĩ vô, vô con. Ca sĩ trẻ vô liền. Ca sĩ vàng, ca sĩ vàng. Nhỏ xíu luôn. Thôi ca sĩ trẻ này. À, ca sĩ trẻ con. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ. 49. Trời. Lớn hơn tôi luôn hả? Tại sao trẻ? Trẻ trung về sức lực đó, trẻ, à, trẻ về tuổi nghề đúng không? Về giọng dạ, hát. Đúng rồi. À, rồi. Bây giờ hát được không? Hay lắm, hay. À, chuẩn bị nè, 49 gặp 50 nè. Ủa, tôi xin hỏi nha. À, đó, vô luôn. Tôi xin hỏi, xin lỗi anh là ai mà anh dám mặc đồ màu sắc hơn tôi vậy? 49 gặp 50 á. Dạ, mời chị ngồi nghỉ. Đó, cho vô lãnh chung tiếp. Rồi bây giờ hát được không? Dạ. Ngoài hát ra có đàn ca gì được không? Dạ, bữa nay thì em không có đem đàn. À, em chỉ hát thôi. Nghe hả? Nếu ông bầu không tin thì em hát thử một đoạn ngắn cho ông. Rồi, vô. Vô liền. Rồi vô, để đẩy lên sân khấu hát liền. À, nói nhạc sĩ cho My Thứ. My Thứ, rồi. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi, giờ đây anh cần gần một bờ vai em ơi, nhưng không canh ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao không em giờ đây. Anh nhớ lời hát lại đi. Thằng ca sĩ trẻ đạo chủ đánh nhạc, đánh nhạc, đánh nhạc đạo chủ. Đạo chủ cảm động, chúc mừng ông bầu số. Từ xưa tới giờ đèn người ta gắn chỗ nào là một chỗ thôi. Ông tìm được cái đèn di động này là tốt rồi. Bây giờ chỉ cần mướn này về nó quay ngược lại làm cái phong màn cho ông rồi ca sĩ đứng trước để hát. Tuyệt. Quá nhờ đẹp luôn. Cái nó hát thấy ghê quá. Hát mà tôi không dám chạy xe luôn là không biết sao rồi. Xin lỗi đi nha. Tôi chấp 10 đứa như tụi bay. Trời ơi, cháu tôi nó nổi tiếng trong vòng một đêm thôi là cả nước này biết nó hết rồi. Bây giờ ông làm bầu số là ông phải quỵ lỵ người ta. Còn ông thôi khỏi hát. Có gì đâu. Rồi sao? Rồi sao? Cho tôi hát một. Rồi sao? Rồi lúc mà nè, anh nói cho con biết, tôi nói cho chú biết nha. Nổi tiếng mấy cái chơi cái cuộc thi bây giờ á đơn giản lắm. Quan trọng là cái nghề của mình nó phải lâu năm, hiểu không? Cái đạo đức của mình, mối quan hệ của mình phải tốt với mọi người. Chứ đâu phải là hả là nổi tiếng có đem là muốn làm cha làm mẹ thiên hạ được đâu. Nói cho chú nghe, biết cái nghề này nó ngắn, có cơ hội quơ vào đến tiền. Ủa nhưng mà cũng có người, nhiều người người ta hả sống với nghề cả đời mà đâu phải ngắn được, đúng không? Nè, nói không? Nè, cũng đi hát dạo đó, đến tuổi này luôn mà. Đó, cuối cùng người ta chửi ông đó. Để bầu số chửi ông á. Không sao, tôi chỉ có một lời khuyên. Ông đã gan khi ông mặc cái áo này thì tất cả mọi thứ đều là không sao đối với ông hết á. Tin mình đi. Ông cái lứa tuổi này mà mặc cái đồ thì quá đáng. Tôi nè, năm nay 50 mà tôi mặc là thấy không? Nó khiêm nhường màu nó vậy thôi. Ông nói thiệt, cái mày mày mướn lộn cái con ủi đồ. Bà đi theo bà ủi đồ thôi mà bà vậy đó. Bà lúc nào bà cũng nói tôi quản lý mà không thấy quản lý gì chạy ra tàu là nhảm nhí không. Bây giờ nói vậy nè, có một danh vọng, có một vị trí trong xã hội, mình phải biết thận trọng tới từng việc làm, mình phải biết thận trọng tới từng lời nói. Ông bầu bỏ tiền ra thơ này tiếc ghê vậy. Qua cái câu nói của chú này, tôi thấy tụi tôi làm đúng chứ không làm sai.
Trời ơi, đó thì thấy chưa? Đây nè, tôi rất thận trọng trong lúc lái xe. Đúng như vậy. Anh thấy nó chậm, nó trễ, nó bệ xô, vậy thôi. Tính mạng con người vẫn là quan trọng mà. Bây giờ làm sao này ra giải quyết mấy ngàn khán giả đây nè. Sao lời đồng được tôi tới nãy giờ nửa tiếng đồng hồ cho tôi hát. Ta tới rồi, khán giả ngồi rồi, con người ta hát. Bây giờ phá banh đoàn rồi, hát gì nữa? Phá đâu mà phá, đâu. Bây giờ không hát không? Đâu. Hát tiếp, vô. Vô đi cưng. Ông đờn sao hát hả? Thôi được rồi, thật ra là anh có lời khuyên với em. Dạ sao anh? Không phải là người ta gọi anh là trẻ tuổi, mà tại vì nó thiệt em năm nay anh cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà anh khuyên em, ca sĩ á, mình ngoài cái tài á, phải có cái đức. Dạ đúng rồi anh. Đúng rồi. Anh biết là cái thời của em. Dạ. Nhưng mình phải biết giữ. Dạ. Để mình còn giữ được cái tên tuổi mình lâu dài. Thôi nói chung là anh thích cái cá tính của em nha. Nói câu đó đụng nhiều lắm. Bây giờ nè, cắt hợp đồng liền cho anh. Cắt hợp đồng em hả? Không, tại sao cắt hợp đồng em? Cắt đi. Hả? Cắt này. Rồi. Anh cũng cắt hợp đồng đi. Anh cũng vậy. Hả nữa hả? Theo tôi thì cái tuổi của anh không nên mặc đồ như vậy. Không có gì nguy hiểm. Mình lên sân khấu là phải sáng chói để mình che lấp lại những cái gì mà nó đã qua rồi. Nhưng mà tôi thấy nó không che lấp. Anh càng bận tôi thấy cái bụng anh càng bự. Tại vì cái giải này dễ thun mà. Tôi chỉ tới đây có vài ý kiến vậy thôi. Bây giờ muốn mời hay không là do ông bầu. Không, tôi sẽ mời anh. Dạ. Yeah. Đạo đức như vậy là tôi thích. Được. Không cần một ngày hai ngày là ngày nào nó cũng có sao hết á, hiểu không? Đúng. Quan trọng là lâu bền, lâu dài, hiểu không? Chính xác. Đó, lên làm ngôi sao đi. Hả? Tôi đẩy lên làm ngôi sao. Nhưng mà bỏ mắt kiến ra được rồi. Hả? Mở ra cũng còn được lắm chứ. Thôi, bây giờ mình có thể diễn đêm nay hay là ngày mai? Đêm nay luôn. Đêm nay luôn à? Cắt hợp đồng. Cắt liền chứ. Cắt hợp đồng, rồi đi về em đi. Đi về, đuổi về hết. Đuổi luôn. Hát xuống. Hát tiếp. Còn số nào chạy một chút. Còn số. Còn số, chạy đâu? Chạy đâu? Tạm thời của mình rồi, chạy tiếp. Tạm thời. Chúng ta mới dùng buổi sáng xong với lại Kỳ Minh Tuấn. Thì qua cái buổi sáng như vậy thì có một cái thông điệp để gửi đến cho tất cả những người nghệ sĩ mà nếu chúng ta có cái may mắn là chúng ta được bước vào hàng ngôi sao, chúng ta nên giữ một cái đạo đức của mình. Thí dụ như là nhận show quá tải và có thể làm khó dễ bộ show. Thôi thôi đừng nói, tự nói mình kỳ lắm. Không, anh thì nhận vừa vừa thôi. Anh nghe nói em nhận nhiều hơn anh đó. Hỏi mày bệnh có đâu làm gì được. À vậy hả? Nhưng mà trước đó là tại sao bị bệnh? Tại vì nhận nhiều quá. Có thể cơ thể nó yếu. À yếu. Đừng nói vậy. Vậy là mình phải càng năng tập thể dục để giữ cái thể lực cho tốt, để mà có thể phục vụ cống hiến tốt cho tất cả khán giả. Hiểu chưa? Rồi. Và sẵn sàng thôi. Bây giờ mình thư giãn, giải trí cho đầu óc nó thoải mái. Đúng. Và bây giờ sẽ là bữa trưa. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tình huống mà không biết là vui hay là buồn hay là nó hấp dẫn như thế nào. Quan trọng là để xem mà người chơi hôm nay là sẽ xử lý ra sao. Đúng như vậy. Ý anh sao? Ý anh thì cũng giống như là những buổi khác. Không biết chuyện gì xảy ra rồi số phận hai anh em mình. Nói chung là ông tạm lao là cũng hơi mệt mỏi. Bữa nay rất mệt. Bữa nay bệnh nữa. Hả? Bệnh. Em bệnh, còn anh bị bệnh lâu rồi. Anh bệnh gì? Tiền nhiều ở đem hết hả? À thôi bỏ đi ha. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Hoạt ngôn, lanh lẹ, Lan Phương đã từng thử sức qua hàng trăm vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Cô nàng fan cuồng Lan Phương sẽ không giữ được bình tĩnh khi gặp thần tượng của mình. Phải chăng đó là một vở kịch nhằm che đậy âm mưu khủng khiếp nào đó? Hôm nay á,
đại diện cho nhóm fan club xì tin nhất trái đất của tụi mình. Hôm nay mình sẽ có cơ hội được gặp ca sĩ khởi động. Trời ơi, nhắc tới chứ khởi động cái tự nhiên người mình đó. Mình biết là ai cũng yêu ca sĩ khởi động hết trơn á. Cho nên là mình còn vui hơn. Mình sẽ hứa là mình lấy tất cả tình cảm hâm mộ của các bạn, mình nhồi nhét vô cơ thể của mình. Lát nữa mình gặp chị, mình nhào vô mình ban, mình cắn mình gan lại lại. Thôi chị không có lấy em. Trời ơi, chị cảm ơn em nhiều. Các bạn ơi, các bạn này có vui không? Tại vì khởi động là họ khởi mà tên động đó. Là leo lên sân khấu là phải động cho tới sáng luôn. Chị của mình là khởi mì, không có như mình đâu. Mình khởi động, mình nhoi hơn. Ba của mình là khởi nghĩa. Nội của mình là khởi tố. Vui quá, hôm nay khổ lỗ dòng tộc của mình rồi. Trời ơi, duyên mà biết ghê luôn á. Sao gì vậy? Vậy? Vậy bây giờ chị khởi động miệng rồi, giờ chị khởi động tay đi. À, ký hả? Ký hả? Ký nha. Rồi đi đây. Trời ơi, chị. Tiếp, còn. Có gì nữa bà? Cái này ai xin cũng được hết trơn á. Lát em xuống em photo 1000 bản em chia cho tụi nó. Trời ơi, gì hả? Mà cái này là không có đứa nào photo của em được, không có đứa nào lấy của em được. Vậy hả? Chị ký cho em một chỗ khác đi. Chọn chỗ nào nữa? Cái nắp em á. Thì trời ơi, ký cho đó đi. Không có ganh nha, không có ganh nha. Không có chơi ganh nha. Chị ký chỗ đó, em kẹp xuống. Không có đứa nào thấy. Quá không có lấy được. Em vậy em không có tắm luôn á. Em tắm em kẹp cái này vô em tắm một bên thôi. Mấy bạn fan đừng có học như bạn fan này nha. Đợt trước á, tuần trước á, khởi động cũng ký vô nách bên này nè. Rồi bạn không tắm. Thì cái nãy giờ tôi hát mà tôi nín thở dữ lắm đó. Rồi chỗ khác đi. Trời ơi, trời ơi, em chết luôn à. Ký giùm em đi. Bằng chân ký bằng chân nữa hả? Ký bằng rồi chân. Cái bằng chân không đi rồi hả bà? Không, cái chỗ này là lúc em... đó làm sao? Đi làm sao? Em đi em cảm giác là em dẫm đạp lên chị đó. Nãy chị em dẫm đạp lên ngôi sao. Có nghĩa là em còn ngôi sao hơn. Ký đi chị. Thôi, đừng có làm cái kiểu dẫm đạp ngôi sao thôi. Giờ cho ký nách đi. Ký nốt nách này không tắm đi nó đã hơn. Trời ơi, tôi chưa có lấy một cái cô fan nào mà dễ thương như cô này á. Chị cô đeo tôi mà có cuồng quá trời quá đất luôn nhá. Không ăn ngủ không tắm rửa gì trơn không à. Không ăn ngủ không làm gì trơn. Nói ở đứng gần cổ mà tôi tưởng tôi đứng gần cái không dám nói tên nữa. Chạy à, trời ơi chạy vậy? Chạy chị. Chạy chạy luôn đi. Chạy luôn đi. Chạy luôn đi. Chạy. Ủa nhỏ này nhỏ nào? Dạ em fan khởi động. Vậy chạy chỗ khác đi bà nội. Tôi đang tìm gì khởi động à? Chạy chị. Trời ơi, chạy nữa hả? Xô tới rồi. Bữa nay em bút kính xô cho chị rồi. Phải không chạy? Bút kính xô bây giờ là mình phải chạy. Mình diễn event ở sở thú nè. Vậy hả? Rồi mình diễn cho thú coi hả? Đừng có diễn cho sở thú. Đợt trước á chị qua chị hát bên đó rồi á, thú nó chết hết luôn rồi, đừng có qua nữa. Trời ơi, bây giờ nhận cô người ta hết rồi. Chết chị ơi. Thôi đi, chạy. Đừng có chạy mà. Nói vô lưu cũng đủ sung sướng rồi. Giờ hôm nay là mình thỏa mãn rồi. Về nhà là khỏi ăn, khỏi ngủ, khỏi tắm luôn á. Rồi chờ tiếp ai đi vô nè. Con chào bác. Bác gì? Bác đi đâu à? Bác tự về kêu bác hả? Trời ơi, chứ kêu bác lại về. Kêu bằng anh đi. Nói. Ủa bác nghĩ sao mặt bác đang đứt găng không?
bác đến thử cái mặt con không có một cái nếp nhăn nào luôn á, mặt bác này quá trời, thấy không, thấy không, thấy không, thấy không? Người này xạo, xạo gì vừa chứ ở đây chắc không có nếp nhăn hả mày? Ai da đầu quá, cái này là con đánh phấn, phấn nó bị bể. Nó đừng có quá đó. Con nít mà sao đánh phấn gì dữ vậy? Con hôm nay con đi... Thấy cũng đẹp mà sao đánh phấn gì vậy con? Con đi gặp mặt ca sĩ Khởi Động. Ai mà con Khởi Động hả? Chính xác. Thì nói nghe nè. Dạ. Khoái nào? Khoái lắm. Trời ơi, nè mới có chữ ký vô nách nè. Chưa thấy một cái người nào mà fan cuồng mà chấp nhận thương đau như mày. Con chỉ có một mình chú là giống mày thôi. Dạ. Chú không chấp nhận thương đau. Như thế nào chú? Trời ơi con ơi, nhiều cái mà chú nói thiệt với con không thể nào tưởng tượng được đâu. Nhà mà chú còn dám bán đi mà chú cho cô ấy luôn. Trời ơi, gặp đối thủ kỳ hùng địch thủ rồi. Yeah, hai tay. Yeah. Mà chú nó nào ngay á, giờ có chính xác là có cái chuyện con mới nhớ đó, cái mặt chú đó. Cái mặt chú là quen lắm á, thấy không? Gì quen? Chú nợ tiền con đó. Bậy. Trời ơi. Mày nói vậy là bậy. Cuộc đời chú chưa bao giờ biết nợ tiền con nít. Con nợ tiền người lớn là muôn trùng. Con nít mà ba má con lớn. Ba má con có nguyên một cái tiệm cầm đồ á. Hôm bữa đó chú qua đó, chú xin tiền, chú hiểu không? Chú mượn tiền. Cái chú mang cái xe máy rồi cầm cố gì đó không có đủ chú đi đánh bạc đó, hiểu không? Trời ơi, tưởng tượng con nít nha, con nghe con biết hết đó. Bậy. Bậy cái đó mày còn bậy nữa rồi. Cái đó là tao dẫn mối tới cho ba má mày làm ăn. Nói chung là mấy tiệm cầm đồ ở đây là biết tao hết. Trời ơi. Nè, bây giờ chú trốn không? Ngân hàng mà còn biết mặt chú mà bị chú cầm nhà đó. Ờ, thấy chú. Chú cầm nhà. Ba má mày, ba má mày là chuyện bình thường. Bởi vậy con phải đi đòi tiền chú, chú hiểu không? Chú đồng ý rồi phải không? Tự nhiên mày đi đòi tiền con. Con đòi tiền chú nè, chú nè. Tư cách pháp nhân ở đâu đòi? Trời ơi, tư cách pháp nhân ở đâu à? Chú đừng tưởng con 16 tuổi con không biết nha. Để chi ta đâu? Đây. Để ta vô ta lấy cái giấy chứng minh nhân dân ta ra. Không phải cái chữ ký, ta quánh mày chết nha. Ta nói trước cho mày biết. Khoan. Trời. Chạy. Có chuyện rồi. Mày phải chạy đi. Có biến rồi. Chạy. Qua đây nè. Sao mày hành hạ nó vậy? Mời mày để chạy. Chuyện gì? Kêu chuyện gì vậy con? Chuyện gì? Đây. Đi kìa. Đâu hàng. Chạy. Không. Bà chạy mà đi tìm ca sĩ Khởi Động đi. Hồi nãy bà đi ra ngoài xe xong giờ tìm đâu bà mất tiêu rồi. Bà fan ruột của bà biết ở đâu, chạy đi tìm bà đi. Cái gì? Sao mày làm quản lý mà mày để mất đó? Vô giải quyết cái bà này, bà ngồi ngoài xe không biết sao chạy bây giờ tìm quá trời. Chú biết ai bắt cóc không? Chú biết ai bắt cóc không? Là con chứ ai. Sao? Chuyện gì xảy ra? Không biết nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Bắt cóc. Trả tiền ngay. Hồi nãy mới nói đi đòi tiền đó. Giờ không có trả tiền tôi mới bắt cóc đó. Bây giờ muốn gì? Bây giờ cô muốn gì? Muốn tiền à? Tôi lại cô. Trời ơi, suốt xề vậy luôn hả? Cô ơi, đây là vợ tôi. Chú có vô giọng cổ luôn không? Tôi lại cô. Cô nuôi được, cô nuôi giùm tôi đi. Giờ nói gì đi. Anh chồng mất dạy. Chụp lại đi. Dạy. Dạy. Tôi nói cho mấy người nghe. Bây giờ chuyện tôi làm tôi chịu. Dù gì đi nữa tôi cũng biết là tôi cờ bạc như vậy á là tan cửa nát nhà. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, vợ tôi không liên quan gì hết. Khuyên tôi bao nhiêu lần mà tôi vẫn không bỏ. Bây giờ mấy anh, nếu mấy anh thông cảm
cứ thả vợ tôi ra đi. Tôi sẽ làm một cái giấy cho mấy anh. Tôi tự đi làm bằng công sức của tôi để tôi trả cái số nợ đó cho mấy anh. Ông thấy không? Tôi đó, năm nay tôi ở gần 40 tuổi rồi mà tối ngày cứ phải cải trang con nít đi hát để lấy fan nhí, fan tuổi teen. Ông coi đó, có ai mà khổ như tôi không? Ai cũng tưởng tôi là ca sĩ tuổi teen mà tôi đâu có teen đâu. Đêm nào về tẩy trang ở cậy phấn rồi trên mặt cả ký gì đó. Nhất nhăn không à. Mà lấy chồng, chồng nó to mà bạc tối ngày à. Cái này chú kể cho con nghe. Dạ. Có nhiều đêm chú ngủ ở trên nhà hay là chú coi đá banh. Dạ. Nghe đập rầm 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 ở dưới. Cái gì vậy chú? Chú tưởng bà pha cà phê cho chú. Ai ngờ bà về cái mặt không chùi bằng nước nữa. Sao vậy chú? Bà lấy chài bà đập ra đó. Trời ơi. Vậy là sáng, sáng là con dọn mấy cái đống thạch cao là phấn của trời ơi. Đó, bà đập vô đó. Khổ lắm. Tôi đi làm nghệ sĩ hả? Mang tiếng là người nổi tiếng, về ăn mắm hấp dòi. Ông lấy hết tiền, ông đi cờ bạc. Rồi bây giờ ông ra đây ông giặt áo cho người xem lưng. Ông coi đó, ông sắp như vậy mà coi được á. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi bà, tôi sẽ làm lại. Bà bỏ qua cho tôi, tôi sẽ làm lại mà. Lần này là lần thứ 100 thứ 01 rồi đó. Thì biết đâu được, trong 100 thứ 01 đó, 100 thứ 02 nó sẽ thành công sao? Nếu được cho một like. Ủa đó. Biết rồi. Ông là xuống lại đó nha. Để và, cho bà nói kìa. Và kể từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hả? Đúng rồi, chạy. 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 Chạy đi. Quý vị vừa xem một cái tình huống quá là điên cuồng. Một fan như Lan Phương như vậy làm sao có thể chịu nổi. Hiện cho chúng tôi không biết làm cái gì. Ngay cả ông bạn tôi là ông Tào phải đứng từ đầu đến cuối và hết buổi đó rồi mà vẫn còn đứng yên như vậy. Thật là quá cuồng. Chúng tôi không biết nói gì, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Buổi trưa đã trôi qua, bây giờ chúng tôi sẽ dùng buổi tối. Mà giờ này anh bạn tôi vẫn còn ảnh hưởng dư âm của buổi trưa nên không nói được lời nào. Bây giờ nói được chưa? Được rồi. Nói đi em. Chúng ta hãy chờ xem khách mời của buổi tối sẽ xử lý tình huống như thế nào và có hấp dẫn vui vẻ như các buổi vừa rồi hay không. Ừ. Cùng chờ xem, cứ để họ vui đi. Nguy hiểm đang chờ. Đạt giải cao nhất của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2006, Phương Trinh Julie được công chúng đón nhận là một nghệ sĩ đa tài, hát tốt, nhảy đẹp. Vậy còn diễn hài thì sao đây? Trong tập này, cô học trò Phương Trinh Julie vì quá đam mê ca hát đã tìm đến hai nghệ sĩ Hoài Linh và Thúy Nga để tầm sư học đạo. Liệu rằng những thử thách mà Phương Trinh đưa ra có làm khó được gia đình chủ quán lắm như gì thế này? Dạ. À, con chào cô. Sao lần nào đi học cũng trễ hết vậy con? Dạ. Trời ơi, kinh nghiệm của cô là một giáo viên giảng dạy âm nhạc ở học ở quốc tế về. Cô có một cái kinh nghiệm cô muốn dạy cho con. Dạ. Là cái đạo đức nghề nghiệp á, mình đi mình phải đúng giờ nghe con, mình mới thành một ngôi sao được. Dạ. Lần nào con cũng để cho cô ngồi chờ đợi con hết à. Dạ. Vậy là không có được. Dạ, con biết con sai nên con quỳ gối xuống đây con xin cô tha thứ. À con à, bây giờ cô dạy cho con về cái đẳng cấp âm nhạc.
hiện giờ là con đang đi theo một cái dòng nhạc mà tha thứ. Đó là cái dòng nhạc đó là nó vừa like, vừa ca trù mà vừa cải lương đó con. Là nó cái mình đang luyện là một cái dòng nhạc. Cái dòng nhạc mình là một cái dòng nhạc opera. Opera. Nó phải là cái dạng mà là tròn vành rõ chữ. Mình nói chuyện không nè, con thấy cô không? Nói chuyện là phải tròn vành rõ chữ. Đó, đó. Dạ. À, bây giờ bắt đầu con ra đây ha. Dạ. Con ra đây, mình đứng mình tập trung lại và bắt đầu mình làm những cái động tác luyện thanh đó con. Con đứng dang chân ra. Đó, con đứng dang chân ra. Đó. Con hóp bụng lại. Dạ. Con gập người xuống, con gập xuống. Rồi đó, con gập xuống. Con gập lưng xuống. Đó, rồi đó, đó. Luyện thanh gì mà giống yoga vậy cô? Trời ơi, cô thấy con mà con đăng trên báo con tập yoga dữ lắm, con bày hát người xuống cho cô. Rồi con xoạc chân ra. Xoạc chân nữa. Rồi đó, rồi bắt đầu con luyện thanh đi. Con luyện thanh như này là Dơ. Cô chuyển con qua trường múa nha. Rồi con đừng học hát nữa. Trời ơi, con soạt mấy cái động tác dạ đẹp không? Quá con ơi. Bây giờ con có thể con làm một cái bài hát, một cái thể hiện làm sao mà con có thể vừa kết hợp với yoga mà con vừa múa mà con vừa hát được không? Nhưng mà cô cho con cởi cái dạy ra được không? Được, con muốn cởi cái gì cũng được. Đừng cởi đồ ra đây là được rồi. Tại cô nhìn cô ói. Dạ. Dạ. Rồi, hay quá. Là tư phú. Đào kim sắc phong lên đàn. Trời ơi, bay vào ra luôn trong tình chàng. Năm cánh mơ màng con luôn trong tình chàng, tình chàng cái wow. Hay quá. Được không con đủ để con cho cô dạy con cái môn gì nó khó xíu cho con lên level. Trời ơi cô, mà cô từ bữa bây giờ nghe cô dạy cho con cô không có để ý. Dạ. Hôm nay cô mới phát hiện được cái tài năng của con. Quá tài năng con ơi, con xuất sắc quá. Thôi bây giờ hôm nay cô quyết định con xuống đây con ngồi con dạy cô luôn đi. Chào cô. Cô khỏe không? Lâu quá con ghé thăm cô. À giới thiệu à, giới thiệu với con, đây là cựu học trò của cô. Trời, lâu quá con không có ghé thăm cô tại vì con bận quá. Bữa nay ghé thăm cô con muốn ăn một bữa cơm của cô nấu. À gì hả? Dạ. Con muốn ăn cơm hả? À thì bây giờ con ngồi đây con đợi cô ha. Dạ. À, cô đi vô cô nấu cơm cho con ăn ha. À, cô vô cô nấu ăn nha. Dạ. À, con ở đây hai bạn chơi nhau trao đổi cái kinh nghiệm về hát hò với nhau ha. Dạ. Để mà cùng nhau tỏa sáng. À, dạ. Cô đi cảm nha. Cô. Anh giờ xin chia sẻ kinh nghiệm qua cho em chút anh được không? Em anh nghe nè, tại vì anh ngồi đây nè nói chuyện với em đi. Trời ơi em hâm mộ lắm. Anh nhớ cái hồi mà anh mới vô học cô á là anh mới có 16 tuổi thôi. 16 tuổi thôi anh? Ờ bây giờ anh bao nhiêu rồi? Tính bây giờ 31 hả? Không, bây giờ anh 49. À 49. Dạ là cũng lâu lắm rồi. Ba mấy năm. Anh học cũng một thời gian. Dạ. Em bây giờ mới vô học á hả? Dạ em mới học cô hồi được. Hồi xưa cô luyện thanh kỹ lắm. Em đứng lên đi. À sẵn đây thật sự ra thì anh là cái người mà đầu tiên khi cô mà ở nước ngoài về là cô nhận anh đầu tiên. Thì anh nói em nghe nè, tại vì thực sự ra ca sĩ mình hát á thường thường cứ hay sợ bị xấu á. Đừng có sợ xấu. Ví dụ như em hát hoa là ví dụ họ ca trù á thì người ta cần hát là giống như nó chúm cái miệng chúm chím như hoa đào là hoa. Còn ở đây mình hát nhạc trẻ mà. Mình wow. Anh hát thử coi. Sống bên anh trọn đời. Bây giờ mấy thằng đó, mấy mà người yêu mà hát cái kiểu đó nó chán lắm. Bởi bây giờ đang sôi động mà, thế giới đang sôi động. Truyền lửa rồi. Em muốn sống bên anh trọn đời. Hát gì đó? Mà
mạnh mẽ lên phải không anh? Đó, à. Em sống với anh Sơn rồi. Được không? Được chưa? Bắt đầu tiếp. Như núi trơm râu, đứng bên mặt trời, mặt trời. Đó, đó. Dữ dàng cái thế anh. À, vậy tiếp tục. Ngày ngày mặt trời say mê gọi nước. Không anh, mình không sợ xấu mà. Em gọi núi mà. Núi nó cao là em phải gọi to lên chứ. Em gọi cái đó là em gọi điện thoại. Dạ. Em gọi núi. Dạ. Thôi vậy vậy. Dạ. Khi hát không phải là mình hát bình thường như vậy. Đó. Nhiều khi em hát tình ca, có thể là em hát, em đứng, em hát bình thường. Dạ. Nhưng mà em hát những bài nhạc sôi động là em cần phải thể lực nhiều. Thể lực, dạ. Đó. Bây giờ em nhảy đi. Hip hop đi. Đó, đúng. Vô đây. Không phải cô rất là mát tay, cô đào tạo học trò, mấy đứa được cái không đứa nào hát được nhưng mà được cái nhảy đẹp. Đó là điều cô rất là hãnh diện. Cô cứ yên tâm đi, khi con học 17, 18 năm ở cô, anh nói em nghe, dạ. Nhờ anh học thanh nhạc ở cô 16, 17 năm, mà giờ anh làm tài xế. Sao anh điện thoại em không có bắt máy gì? Hả? Ủa, em đi đâu? Em? Dạ, em đi học thanh nhạc nè. Học thanh nhạc? Dạ. Em học cái gì em? Đây, đây là cô Thúy Nga. Từ bên Mỹ về. Bên Mỹ về? Dạ, trường đào tạo nổi tiếng luôn, ở bên Boston. Ừ. Đó, thì em... Hello. Dạ, đây là quản lý của em. How are you? I'm fine, thank you, and you, thank you very much. Đây là... Dạ đây là cựu học trò của cô. À, cựu học trò. Cô em có cái tính là nói không cho ai nói. Anh mới vừa đọc trên mạng. Chuyện gì? Nãy giờ em có làm gì đâu. Em không có làm học gì mà. Em không làm gì mà sao có cái tin như vậy? Tin gì? Nói là nữ ca sĩ trẻ đẹp Phương Trinh hẹn hò với trai lạ ở chỗ tập nhạc. Là sao? Em coi có đúng không vậy? Để em coi, để em coi, để em coi, để xíu. Ca sĩ Phương Trinh đến nhà giảng viên thanh nhạc hẹn hò trai trẻ. Cười cái gì? Không có này nói hoang chứ em thiệt. Nhưng mà anh nhìn coi nó phải trai trẻ đâu, nói sai rồi. Anh là quản lý của cổ, anh ít nhất anh phải theo dõi từng cái bước chân của cái người mà anh quản lý. Nhưng mà tụi nó nghe, cái chuyện này á, nó cũng không có gì hết trơn. Sao không có gì? Nó ảnh hưởng chứ. Họ chỉ ghi như vậy thôi chứ làm gì có hình ảnh nào. Chết rồi anh ơi. Ủa sao kỳ vậy cái hình luôn. Ai vậy cô? Sao cô có máy chụp hình như cô? Ai vậy cô? Xin lỗi, cậu là ai vậy? Ai vậy cô? Sao kỳ vậy ta? Tôi xin giới thiệu, tôi là phóng viên của tạp chí Nhiều Chuyện. Cái gì? Tôi đã chụp được những tấm hình mà cô này với anh này ấy rồi. Cái gì? Anh chụp hình? Tôi nói cho anh nghe, anh đừng có lăng tăng gì hết. Vàng thì không sợ lửa. Khi anh chụp những cái tấm hình đó là tụi tôi đang nhảy ở ngoài này. Đó, đó là thể hiện cái sự luyện tập kỳ công của cô này. Chết rồi, chết rồi anh ơi. Bữa nay thôi còn mấy hình khác nữa. Bởi biết chắc là chồng em sẽ không đẹp lắm. Tại sao có những cái tính tức gì vậy? Tại sao tự nhiên tôi buồn lắm. Cô làm chứng cho con, cô ơi. Này,
đây là tiền công. Cảm ơn cậu đã đưa chị tấm hình cho tôi. Trời ơi, cái gì vậy? Mua bán gì đây? Mua bán gì đây? Gì đang xảy ra? Ủa, anh Tèo. Hả? Anh Tèo, người giúp việc của cô. Ủa, sao đúng có rồi. Tiền đấy? Tôi buồn lắm, tôi làm ở đợ trong nhà này mà chuyện gì người ta cũng sai tôi hết, tôi buồn lắm. Cái chuyện gì? Cái gì vậy? Cô dạy đàng hoàng có không, bao giờ? Cái vấn đề này không ảnh hưởng tới cô, ảnh hưởng tới con. Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ cả dưới quê con mà đọc nói con đẹp trai là cả xóm chết hết. Con lo chuyện nhiều đó thôi. Cái này là không phải ảnh hưởng tới con mà ảnh hưởng tới cô nữa. Dạy bây giờ là tôi bắt đền mọi người. Tôi bắt đền em, tôi bắt đền anh. Cái gì? Bà không thể nào nói tôi trẻ đẹp được. Tại sao? Tôi chấp nhận cái chuyện xấu của tôi. Cái chỗ của cô dạy chân chính như vậy nè, tự nhiên bây giờ đăng lên một cái tin như vậy, người ta nói ở đây dạy là cố tình là bia, rồi là những cái chuyện tào lao, chấn động. Tất cả gì anh Tèo nè. Bây giờ anh nói cho em biết đi, tại sao anh làm vậy? Tôi buồn lắm. Trong nhà này tôi làm ở đợ mà ai cũng biểu tôi làm tùm lum tà la, tôi buồn lắm. Thì anh ở đợ, tôi bắt anh làm đúng rồi. Thì bởi vậy tôi muốn tìm nguồn vui là tôi hay lên mạng lang thang rồi. Thì cũng có chút thấy hồi nãy đây vui vui nên chụp hình nhảy nhảy gì đó. Rồi chụp thấy cái ông kia, ông thấy cái hình hay quá, ông đòi mua tấm hình đó của tôi thì tôi bán. Tôi hay chụp mấy tấm hình tôi câu like thì giờ tôi bán rồi, giờ đó nãy ông vô ông đưa tiền nè. Ủa, anh thấy chưa, đâu phải tại em đâu. Em là rất là trong sáng mà. Bây giờ tôi không biết. Bây giờ anh là quản lý của cổ. Tôi với cổ rất trong sáng. Anh trả lại sự công bằng cho tôi đi. Đúng rồi. Anh trả lại cái nét đẹp nguyên thủy của tôi lại cho tôi đi. Tôi không có đẹp hơn. Anh bây giờ đó rồi, đó rồi. Cái gì nữa? Báo mới đăng. Báo gì nữa? Hương Trinh bỏ đại gia lấy trai xấu. Cái gì? Lấy trai này nè. Trời ơi, cái gì vậy? Cái tôi chưa hề chụp một tấm hình nào của mấy người hết trơn. Hình là thằng này chụp. Đúng rồi. Phải không? Đừng có vui quá với ngoại tôi. Hồi nãy tôi nói rồi, tôi chụp á vui vui á, cái ông nội này thấy hay quá mới mua lại một đống tiền nè. Ủa mà sao kỳ vậy? Tôi mua là tại vì ông này ông trả tiền chứ tôi đâu có trả tiền. Tất cả mọi thứ là ông này ông làm hết nè. Cái gì vậy? Ông muốn cho gà của ông nổi tiếng, ông làm bất chấp. Ông muốn cho nổi tiếng, ông kiếm tiền, ông bất chấp hết. Trời ơi. Thì ra là anh quản lý tôi, anh cố tình á, anh làm vậy để tôi có scandal. Gã đại gia, gã đại gia để ông lấy mấy trăm ngàn đô đó. Ông này ghê lắm, tôi bỏ, tôi không làm việc cho ông nữa. Trời đất ơi. Phải anh đó phải không, giờ phải anh phải không. Tôi cắt hợp đồng không làm việc với anh nữa. Cái gì vậy? Anh mình về lấy nhau đi anh đi. Hả? Trời ơi, hay quá em ơi. Trời ơi. Ông à, tôi đỡ nữa. Cái gì? Em có đi. Em có một gì? Như vậy là chúng ta đã trải qua tình huống buổi tối đó, một thông điệp rất là hay, ý nghĩa. Truyền thông là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta sống một cách bình tĩnh, sống một cách đàng hoàng, nghiêm túc, làm việc nghệ thuật một cách gọi là đúng đắn thì không sợ gì cả. Tuy nhiên nếu mà dựa vào truyền thông, dựa vào những cái việc làm xấu xa đó để mà có cơ hội thăng tiến một cách không chính nghĩa thì từ từ sẽ lụi tàn hết. Chắc chắn là như vậy. Và bây giờ sẽ là tình huống cuối cùng để xem các vị khách mời khi cùng nhau chung sức tạo ra tình huống như thế nào. Đó là Tiếu Lâm Hội. Kính thưa quý vị đã theo dõi ba diễn viên đã ăn ba buổi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng họ đi vào buổi khuya để coi họ ăn khuya hả? Ăn khuya. Mập lắm. Không, nhưng mà bảo đảm ăn cái này không bao giờ mập. Mà có thể mập mình, mập mình đó. Dạ. Yeah. Quý vị hãy coi, coi ông Tào ông La chúng tôi xử trí cách nào để cái buổi khuya này cô nó ra sao. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay như quý vị đã biết, ngày hôm nay chính là họp báo ra mắt phim Hai Nàng Một Chàng. Và kính thưa quý vị thân mến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai nhân vật nữ chính của bộ phim này và một nhân vật nam chính của bộ phim này. Và chúng tôi xin giới thiệu người mẫu đỉnh cao Charlie. Diễn viên xinh đẹp đó là cô Thị Thắm.
và nam ca sĩ Chơi Gì. À, bây giờ chúng ta sẽ tới phần giao lưu. Như tất cả quý vị đã biết thì anh Cherry là một người không cha không mẹ, không nhà không cửa. Anh sống ở cô nhi viện từ nhỏ, được mọi người nuôi nấng rồi trưởng thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Cherry. Dạ, lời nói đầu tiên cho tôi chào bà con cô bác. Tôi có đính chính như vậy là thật ra là theo thời thế bây giờ ai cũng có một cái tên để mà theo đuổi cái thị thế bây giờ, phải đổi một cái tên nó tay tay quá xíu. Chết đi. Hồi xưa em tên Đực. Hồi xưa tên gì? Tên Đực. À Đực hả? Dạ, nhưng mà theo thời thế phải đổi cái tên cho nó nổi tiếng, nên là Cherry gì đó nãy anh đọc sai rồi. Cái nguyên văn của nó là tên Seri. Là hồi xưa trước khi em nổi tiếng là em bán Seri. Dạ. Dạ, kính thưa anh, kính thưa quý vị khán giả. Được cái sự thành công ngày hôm nay, em xin cảm ơn chú bảo vệ. Chú bảo vệ nào? Chú bảo vệ đã coi xe giùm em để em có thể thoải mái lên sân khấu diễn xuất. Em cảm ơn chú bảo vệ đã góp sức. Dạ, và sau đó em xin cảm ơn chị căng tin. Dạ, chị căng tin cũng hỗ trợ về nước uống. Nhưng quan trọng nhất, người này em nhớ suốt đời. Ai? Đó chính là anh Bảy Điếc. Bảy Điếc. Anh Bảy Điếc làm âm thanh. Ảnh đã làm cái mua một cái dàn loa thật là ấn tượng và cái dàn mic rất là hay để mà ảnh chỉnh khi mà em hát nhép, khán giả không phát hiện ra được. Em xin cảm ơn ảnh rất nhiều. Và cuối cùng vì gia đình của em, em xin cảm ơn ông nội bà nội đã phù hộ cho em, được khán giả yêu quý mến. Em xin hứa sẽ cúng kiến đầy đủ cho ông nội bà nội em để tiếp tục ủng hộ cho khán giả yêu quý em. Và em xin hết. Thưa quý vị, nói chung là vừa rồi là những lời tâm sự vô cùng thật thà, chất phát. Nguồn gốc của mình không quan trọng, quan trọng là biết vươn lên. Cảm ơn những người đã hỗ trợ mình, là chú bảo vệ đã giữ xe, anh Bảy Điếc đã nghe nhạc. Nói chung là tốt. Ông nội bà nội đã phù hộ. Ông nội bà nội đã phù hộ. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần giao lưu và nói chuyện thân mật gần gũi với lại người mẫu Holly. Xin mời Holly. Holly, tại sao có cái tên này? Mọi người thường thấy em xuất hiện trên sàn diễn với một đôi chân dài 80 mét, nhưng mà mọi người không có thấy được và không có ngửi được cái mùi thơm trên cơ thể của em. Anh lại gần đi. Hả? Anh lại gần em. Dạ, mùi nước hoa này là mùi em mới mua, em phát về em. Cảm ơn. Dạ, cái mùi là cái mùi đặc sản của em từ khi em còn nhỏ đó. Mọi người thường có một cái mùi thơm nào đó trên thân thể mình. Dạ, em thì em có một cái mùi nó rất là lạ. Và bạn bè thường hay nói em là bé hôi. Nhưng mà bé hôi hả? Dạ, bé hôi. Nhưng mà các nhà tài trợ nước hoa nè, của Pháp nè, hay là lăn khử mùi em đều không sử dụng. Tại vì em muốn đó là một cái bản sắc riêng của em. Và em giữ cái mùi thơm đó tới tận bây giờ, nên em lấy cái biệt danh của em là Holly. Tức là vừa hôi vừa lì á hả? Dạ. Holly là một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình giàu có, quyền quý danh gia dòng tộc. Nhưng vì quá đam mê nghề người mẫu nên đã vứt bỏ tất cả, gạt cái chuyện giàu có của ba mẹ qua một bên để bước chân vào showbiz. Và sau đây chúng ta sẽ cùng giao lưu gặp gỡ với lại một diễn viên nổi tiếng. Đó là cô Thị Thắm. Hoàn cảnh xuất thân vô cùng đặc biệt, và hiện nay cô ấy đang cô đơn. Thường thì có rất nhiều người đàn ông ngoại quốc yêu cô ấy, nhưng mà một năm rưỡi nay thì cô ấy cũng chưa đến với ai, và hiện tại đang độc thân. Đó là lời chia sẻ trên báo. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời chia sẻ thật lòng từ chính cô ấy. Xin mời Thị Thắm. Kính thưa tất cả mọi người ở đây. Giọng hay không? Hay đấy. Hôm nay thì mình muốn được giải thích một tí về cái tên Thị Thắm của mình. Nó là như thế này. Thời đại bây giờ có quá nhiều người là cứ chạy theo phong trào ấy, tây ta lẫn lộn, kiểu đặt tên giống như là David Hùng, rồi Jolie Trương, rồi Maria Hodo Quách, lại khái thế.
Cho nên là mình muốn tạo ra một cái gì đấy rất là khác biệt. Đó là bằng cách là mình trở về với nguồn cội quê hương với cái tên là Thị Thấm. Đấy. Rồi, xong chưa? Xong rồi. Không nói gì thêm hả? Nói gì bây giờ? Nói gì thêm về cái vụ mà tại sao độc thân tới giờ này đó? À thì tại vì là... Tại vì mình cảm thấy là cuộc đời mình có quá nhiều thứ cần phải cống hiến. Mình phải cống hiến cho gia đình, cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà, cống hiến cho toàn thế giới này. Cho nên là mình quyết định là mình cần phải độc thân. Với lại về cái chuyện mà sinh con ấy, mình cũng quyết định là mình độc thân và không sinh con là tại vì là cả thế giới này có quá nhiều em bé mồ côi. Vậy tại sao mình lại phải sinh thêm cho một đứa bé? Bên đại đại khái là... Tất nhiên là... Đang họp báo. Trời ơi. Thì tính của mình là về hương đồng gió nội là Thị Thấm. Cho nên là mình sẽ nói cái gì cũng thật lòng, mình không cần phải giả tạo. Đang họp báo, trời ơi, báo chí nó đánh giặc bà chết sao? Kệ chứ, như thế mới tạo nên sự khác biệt của mình. Đúng rồi, một diễn viên cá tính, phong cách, đúng không? Và rất hương đồng gió nội Thị Thấm. Đấy, rồi cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng mộc mạc của Thị Thấm nhá. Đến nay vẫn chưa có ai yêu à? Vẫn chưa à? Cái này nên báo tại chí sao? Tức là vì là mình muốn cống hiến nên mình không dám có bạn trai hay sao? Có nghĩa là nói chung là cũng tính khí thất thường ý. Hôm nay thì tưởng mình yêu, hôm sau ngoài ra là mình ghét nó thậm tệ. Hôm sau nữa yêu cũng tưởng là mình dâm nhiên hết đến nơi, ngày hôm sau mình ghét đến cả công ty của nhà nó. Thế bây giờ làm sao? Mình sinh ra nó hơi kiểu bị bấp bênh ấy, kiểu tâm lý nó bất ổn định ấy, hiểu không? Cái này giống như bị thần kinh á. Đấy, hình như thế. Bắt đầu Mời nam ca sĩ Sherry bước vào chính giữa. Chúng ta sẽ tái hiện là một đoạn nhạc trong phim. Và sau khi kết thúc đoạn nhạc này thì sẽ sự xuất hiện của hai nữ chính tranh giành một chàng trai đẹp. Dạ. Rồi, tất cả chuẩn bị nha. Dạ, rồi. Thực ra cái tựa này cũng bị đổi rồi. Thực ra cái bài gốc mà em sáng tác là cái tựa đề nó không phải là một chàng hai nàng một chàng. À. Cái tựa gốc của nó là anh và em chưa làm gì hết. Rồi. Bây giờ sửa lại. Một chàng và hai nàng, hai nàng trông thấy một chàng đi ngang hai nàng nhìn chàng đi ngang, một chàng với hai nàng, một chàng với hai nàng. Ta cùng nhau đi ngang, một chàng cùng với hai nàng mà thôi. Thế bà đọc rap kìa. Một nàng và với hai chàng, anh nhầm. Mời hai nàng một chàng vô trong ghế ngồi lại. Em đóng MV rất là nhiều rồi. Tại vì em là siêu mẫu mà. MV này là cái MV mà thoại nhiều nhất của em. Quá trời. Lời thoại nhạy cảm nha. Hy vọng phim này sẽ có người coi. Chung đi. Hy vọng rằng phim này sẽ có người coi. Rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ thể hiện lại cái cảnh mà hay nhất của phim. Cái gì đấy? Cái cảnh mà Thị Thắm hung ca sĩ Cherry. Đó. Rồi, mời, xin mời. À thế à? Cái cảnh hay nhất trong phim á, lúc mà hai người gặp nhau trên đỉnh núi nào, đó. Nào, nào, ra đây. Đó. Có cơ hội đấy. Đấy mà. À. Em làm gì vậy? Em làm gì vậy? Đang trên núi mà. Đang trên núi mà. Anh ơi, hả anh? Wow. Wow. Này. Em ơi. Em ơi. Ôi trời ơi. Wow. Chị muốn nói như một điều là em trai của chị nói là rất là nhớ em. Hôm nay hình như là vội bắn đứng nhau hay sao ấy. Ồ, đó chỉ là quá khứ thôi. Nhưng giờ hiện tại, nhờ cô gái này hôn tôi hai cái, tôi đã xác định được giới tính của tôi thử rồi. Rồi, làm lại đi, làm lại đi. Quân Thành. Làm lại đi. Anh ơi, khùng ơi. Anh ơi, cắt đi anh. Chứ để bà hồi bà xé quần sáo. Cái rồi, cảnh này bà diễn phiêu quá rồi. Một năm rưỡi không có ai mà có cá kia mới hôm nay được. Thị Thắm, bớt lại. Biết 5 năm rưỡi rồi, mình biết 5 rưỡi rồi. Năm rưỡi rồi. Hít thở sao vô. Đừng có bộc lộ cái cá tính nhiều quá. Và kính thưa quý vị, như vậy là cái thời gian họp báo của chúng ta đã kết thúc cái phần giới thiệu. Bây giờ ai có câu hỏi gì, có ý kiến gì, các nhà báo, các anh chị phóng viên, ai có thắc mắc gì xin mời câu hỏi trực tiếp lên ban tổ chức sẽ giải đáp thắc mắc. À chào chú. Chú muốn hỏi gì, chú làm bên cơ quan nào, báo đài nào? Chú hả? Hả? Chú làm giáo viên. Giáo viên hả? Ừ. Hôm nay là nghe nói là họp báo con chú. Ừ, chú là ai? Nè, cô Đực nè. Ủa đâu có, thằng này nó ở trong cô di viện mà. Ờ, cái đó. Cái gì? Rồi. Chú ơi, cái gì vậy? Sao mà? Nay ba lên là ba chúc mừng con mà. Chúc mừng cái gì? Trời ơi. Chúc mừng con ra đĩa. Ra đĩa gì? Bữa nay là cái buổi họp báo người ta. Bởi báo chí biết con là một thằng mồ côi. Nhờ ông nội bà nội phù hộ mới nổi tiếng. Bây giờ ba má vậy đây. Đây là ba thiệt đúng không? Ủa rồi lỡ rồi sao mày không nói luôn rồi nhờ tao phù hộ luôn đi. Chừng nào ba lên bàn thờ. Cái đó vậy giống như là tao chết luôn rồi. Chừng nào ba lên bàn thờ mới phù hộ cho con. Ngồi này ba còn sống mà hiểu không? Cái này là cái cách PR phim cho người ta tội nghiệp con. Nhưng mà ông có phải là ba ruột không? Ba ruột cho nên... Ba ruột thì đi về đi. Lộ hết hiểu không? Lộ cái gì mà lộ? Đang giới thiệu đây là mồ côi, vừa phát triển thành người. Vậy có ông cha già xấu xí đâu ra vậy? Ở đâu xấu xí? Chứ ông tưởng ông đẹp hả? Tôi già già chứ cái nét tôi còn đậm đà lắm à. Đậm đà gì? Biết mà, ba hiểu ba mà. Bây giờ ba thương con, ba đi về đi, ba nói. Ba không phải là ba của con, vậy thôi. Không được. Không, mày nổi tiếng chút xíu cái là mày chối bỏ cha mày là sao? Hả? Ba chơi vậy, ba chơi kỳ. Rồi, hồi đó con đi làm ca sĩ ba không cho, ba ngăn cấm. Buộc lòng con phải trốn nhà, con đi bán series để con nuôi. Cuối cùng thành ca sĩ nổi tiếng, giờ ba chạy tới ba nói giờ. Bây giờ sai là nghe. Con là sao? Sai nghe. Cho ăn học đàng hoàng. Cha là nhà giáo mà đúng không? Cha bắt con ăn học đàng hoàng mà con muốn làm ca sĩ. Cha cho con đi bán series để con vừa bán vừa rao vừa tập hát luôn. Nghe. Là ba tính cho con hả? Cái này là của ba tính cho con ba hả? Ba tính từ nhỏ con lăn ra đời luôn đó, hiểu chưa? Dạ đúng. Cái giọng của con là ba truyền lại nè. Là ba bắt con đi rao bán cho ri xong rồi con hát hay con nổi tiếng. Đúng rồi. Là nhờ ba đào tạo. Ba đào tạo nhưng mà không ngờ con trốn ba, thấy không? Con ba. Lên Sài Gòn. Đây giới thiệu bạn gái mới của Cherry. Đây cô Thắm. Người đã đóng dấu hai nụ hôn lên mặt anh ấy. Dạ còn đây là bạn trai cũ của em trai của con. Bạn gái hả? Này chị dâu. Bạn gái đây. Dạ bạn gái này chị dâu. Sắp tới. Bạn gái hả? Dạ. Có chịu cưới không? Cái đó từ từ tính sau. Không theo. Có chịu cưới hay không chứ nó già rồi. Phải cho nó cưới chứ. Có cưới không? Ai nói vậy? Đây. Bác. Ai mới bảo gì? Hả? Ai mới bảo cái đây là cái đây là gì? Ờ đây là bồ tôi, sắp tới tôi sẽ là làm thăm. Chuyện gì vậy? Ủa ông anh làm gì vậy? Con tôi cái gì kỳ vậy? Tôi nói cho bác biết nhá. Đây là có gia đình đàng hoàng nhá. Năm đứa con ở nhà nó không chăm. Nó lên đây nó bảo dòng họ chắc chết hết rồi à. Là nó chưa có người yêu. Là sao? Thì ra mà thích nuôi nghĩa vậy hả? Cái này ôi, vợ con đấy. À, nó lấy con mười mấy năm rồi.
bao nhiêu máu huyết của con nó tứa ra cho con 5 đứa nó bỏ nó đi. Vợ chú á, vợ này sao chú già thế? Bây giờ đấy, chăm con đấy. Đến đây để người ta chửi thẳng vào mặt là mình già quá thì có biết ngượng không? Chấp nhận thương đau. Cho nên thế thì không thể nào để cho con vợ mình mà nó lăng nhăng như thế được. Thì mình chỉ ngồi ở đây thôi, mình có làm cái gì. Bây giờ con yêu một người mà có 5 đứa con rồi sao hả? Mọi người chú ý này, chúng ta đã họp báo ở đây có tất cả phóng viên. Những câu chuyện này nếu còn nói dài nữa người ta sẽ đăng lên trên báo. Chúng ta sẽ nhục mặt hết, tất cả sẽ lụi tàn hết. Tất cả chỉ là một show diễn mà. Không sao, chú giờ tôi diễn đi gì mà diễn. Chú giờ cũng nhục mặt rồi. Làng xóm láng giềng kêu là có thằng con là ca sĩ, tại sao nó không nhìn mặt cha là con nói thật với chú nhá. Trong cuộc đời con chưa bao giờ thấy người cha nào mà phải đau khổ như con vì chú. Hợp quá, hai chú người hợp quá. Mời vô ghế ngồi, mời vô ghế ngồi nói chuyện. Rồi. Không, anh phải để cho em nói chứ. Chú là chắc do ăn ở vô phúc cho nên mới gặp thằng con như thế này. Đến cha mình còn. Đến cha mình còn mà nó vẫn nói nó mồ côi là nó quá khốn nạn rồi. Nói chung là ở đây là chỉ có cái cô Holly là đứng đắn nhất. Hồi nãy giờ là cô nghiêm túc nhất gia đình vợ. Ai đây? Howley ơi, Howley. Mẹ ơi. Trời ơi, con ơi con. Dạ con đây, con đã chưa mua vé máy bay cho mẹ sang Maldives. Dạ, ở khách sạn 5 sao 2 ngày 1 đêm mà sao mẹ đi đâu đây vậy mẹ? Cái gì? Maldives cái gì? Trời ơi. Maldives. Maldives gì đâu? Bác là à là gì của Holly? Mẹ em. Mẹ nó. Ủa sao nói là cổ là danh gia vọng tộc mà nhìn bác bèo như cá kèo vậy? Đúng rồi. Danh gia vọng tộc cái gì? Nhà tôi ở ngoài miền Trung rồi, tôi đẻ nó ra nè, rồi tôi nuôi nó cực khổ, ngày nào cũng nuôi nó hết trơn á, rồi hả? Nhiều bữa cả nhà không có cái gì ăn hết trơn á, cái tôi nấu kho nồi cơm, nấu nồi cá, nấu nồi canh, cái tôi nói là con cái con ăn à ăn đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cài cái tiền tét cái đèn là đi ngủ. Đó. Sao? Mặt xeo, nó xeo rồi nó danh gia vọng tộc. Thì đó rồi nó ăn nó ngủ rồi mới nó ăn cái kiểu gì mà bây giờ nó cái đầu đi vô Sài Gòn rồi cái đầu đi vô Sài Gòn cái làm cái danh gia vọng tộc cái gì ở ngoài kia là ngoài quê là nó hàng ngày là phải là mặc quần đen là bà ba là chạy ra ngoài kia bắt cá phụ với tôi mà vô đây cái gì bị đặt kim tiếng kim xe hạt lựu hạt dưa trời bà. Trời ơi, mà tôi nói thiệt nha, con tôi á không phải là cái này là tôi dạch áo cho người xem lưng. Ngày xưa biết không, nó đen như cái con nhỏ này nè, đó anh nó đen như cái áo con nhỏ này nè. Đây là chồng của cô này, đây là chồng của cô này, nói chuyện với ổng đi. Bày đặt không biết làm sao á, bà đi ra, bà nhúng vô, nhúng hồ gì này, bà trắng tư, bà như cục bột vậy đó, bà qua mặt tôi luôn. Chứ ngày xưa tôi đẻ con tôi biết mà tôi đẹp dữ lắm nên con tôi nó mới đẹp y chang, ông thấy tôi đẹp không? Nãy giờ tôi nói nếu mà bà đàn ông mà tôi nghĩ chắc là nó cũng lai lai ai á chứ cái tướng không, bà vậy mà không hiểu tại sao nha tôi cái tướng tá tôi gì mà ra đường ai cũng nói tôi giống Minh Nhí. Bác cho con hỏi thăm là ở ngoài miền Trung bác cực khổ dữ lắm hả? À, cực khổ qua trời qua đất là nói làm ruộng không à hả? Không làm cá, ngày nào làm cá mà riết cái tóc qua nó cháy như cái ổ rơm gì mà ai cũng tưởng trời rồi. Ơi cái móng chân bác còn đẹp hơn cái màu áo của con vậy á. Móng chân này là ruộng gì mà ghê gớm vậy bác? Bữa hôm con hồ lì đó nó mua chai sơn giờ cái nó nói là má ngầu lại con sơn cho má rồi nó sơn lên cái bàn chân tôi giờ như bàn chân quỷ rồi không? Tôi phải đứng với cha này y chang cái mèo mà anh đang hỏi nè không phải là má con đẹp dạ cái gì má con thiệt lắm má con sao giống đồ bính gian quá vậy không phải tôi ngày xưa tôi đẹp dữ lắm mà bắt cá mỗi ngày mà nắng nó đè mà lùn xuống hết trơn ngày xưa em cao cao bao nhiêu mét dạ cao em cao cũng 1m8 mấy anh ơi anh ủa lão nãy giờ nói chuyện mà duyên quá cái mặt con dê chó giống Chí Tài quá anh ai vậy ủa ai vậy thầy dạ thầy dạ má thầy này đó dạ, là tôi là giáo viên đây là cha của con này ba của con này là đây là giáo viên Tấn quá vợ còn... à, quá vợ đây là quá chồng đó. Dạ chồng em chết rồi em thôi bỏ luôn đi nghe dạ. Tôi sợ má, nó đi lên đây tội nghiệp lắm nó mơ con người mẫu Ngọc Trinh
qua đó rồi á, nhúng trắng y chang là mượn bộ đồ Ngọc Trinh mặc á, trơ làm gì có quần áo đâu. Ủa bác ở quê mà bác cũng biết luôn hả? Biết chứ, trời ơi, Ngọc Trinh nổi tiếng qua mà, nó da nó trắng hơn tôi là tôi biết hết á. Rồi sao cho con đi thi hoa hậu đi. Cái mặt liền thi hoa hậu biết bà được nè. Thao, đừng có thi. Ngày xưa tôi thi tôi lấy giải rồi, nguyên cái xã nó đồn tôi mua giải, tôi nhục dữ lắm. Thôi đừng có thi con ơi. Bà nó đồn đúng mà. Anh ơi, anh nãy giờ mình họp báo về bộ phim mà mình nói xạo nó xạo, mình chém gió không, bây giờ tự nhiên báo biết mấy vụ này bộ phim mình đi về đâu anh. Thì lỡ rồi tài lè luôn đây. Đi về quê chứ đi về đâu. Ông Giang quản lý bước qua đây. Ông qua đây. Tại sao có để cái chuyện này xảy ra hả? Tôi đầu tư biết bao nhiêu tiền để làm bộ phim mà hai nàng một chàng này hả? 5 triệu đô cho nó phải ít. Bây giờ làm sao mình bây giờ làm những cái trò như vậy là sao, ảnh hưởng tới uy tín của tôi. Anh bình tĩnh đây. Bình tĩnh cái gì? Sẽ có người giải thích với anh. Mời bác. Bác ơi, bác mời bác qua trò chuyện. Trò chuyện gì? Qua đi mất. Trò chuyện tại sao xảy ra chuyện hôm nay. Mời bác qua trò chuyện. Ủa trò chuyện nữa hả? Ông này bên nhà tài trợ dèo lắm. Ông bên nhà tài trợ là nhà sản xuất. Nhà sản xuất là dèo lắm. Nói chuyện trời ơi, ông là nhà tài trợ đó hả? Tôi không có tè mà tôi tài trợ. Ông tè trợ hả? Tôi nói cho ông anh biết tôi tìm được em của ông anh rồi. Đây nè, hai anh em gặp nhau đi, hai anh dê chó y chang à, qua gặp nhau đi. Ông về lại ha. Ba của cậu ca sĩ Sơn. Không phải anh em tôi rồi. Anh em tôi là săn chắc lắm, chúng có sợ vậy. Bà lộ rồi. Không, ông này ông sợ là tại chắc chích buông tóc nhiều lần đó, nó căng không chịu nổi, nó sợ. Sao bởi dưới quê có gì bạn biết chân vậy? Không, tôi dưới quê chứ tôi nhiều chuyện lắm. Làm thì ít chứ nhiều chuyện là nhiều. Giờ sao con muốn má vạch trần hay là giờ nếu mà con ấy thì giờ ấy đi. Con cho má ít tiền để má đi ra ngoài má chơi bài rồi xong rồi má khỏi nói chuyện với chuyện gia đình mình được không con? Nói chung là cái profile mình giới thiệu là xạo, nó không có. Cuộc đời người ta là khác biệt, mình vì PR phim vì kiếm tiền mà mình làm ra một chuyện lừa dối khán giả đó. Giờ anh giải quyết đi. Đúng rồi, bây giờ tôi nói cho ông chủ nghe nè, bây giờ ông là cái nhà sản xuất à, diễn viên đâu cần nhất thiết là phải giấu cái hoàn cảnh gia đình mình như thế này như thế kia. Thì đúng không? Cái chủ trương tôi đâu phải là giấu. Không giấu tại sao mà đi lên dẫn cho người gì nói đàng hoàng như thế này? Đó là lỗi của ông này nè. Hả? Tôi giao hết cho ông mà ông làm gì, ăn kêu gì vậy? Ủa, bây giờ tôi nói cho anh nghe, anh là sản xuất thì bây giờ mình phải nói tốt đẹp về ba diễn viên này thì khán giả mới có cái cảm tình, người ta vô coi chứ. Giờ nói con nhỏ này có má đánh bài, con nhỏ này 5 đứa con có chồng bỏ chồng này, cha làm thầy con đốt sách rồi ai mà vô coi phim. Ủa ông kêu kiếm tiền cho ông, tôi phải nói vậy chứ, tôi muốn nói vậy hả? Cậu nói vậy là sai rồi. Công ty của tôi là công ty gì hả? Công ty gì? UTVCT. Là gì? Uy tín và chân thật. Làm vậy là chết rồi mà tôi không cần biết. Bây giờ tôi bỏ ra số tiền 5 triệu đô, còn tính sao tính, nghe. Tôi không tính gì hết, bây giờ tôi từ chức. Từ chức? Ai cần tôi từ chức hả? Đó là giải quyết cho tôi. Giải quyết, nghe. Giải quyết cái gì nữa? Tôi 5 triệu thôi. Ở đâu ra mà đền? Cái gì? Phim chưa quay mà tiền 5 triệu gì? Quay rồi mà. Họp báo ra mắt phim là chuẩn bị quay thôi, hiểu không? Còn nào premiere mới là chiếu phim. Trời ơi, không ngờ ông này ông chưa biết chữ nè, chưa đọc chữ nè, bởi vì vậy không biết ra mắt. Đi. Để ông nghĩ sao? Tại sao? Bây giờ 5 đứa con tôi, 5 triệu đô của ông bằng 5 đứa con tôi không? Hay là bây giờ mình biến hết cái này thì mình làm một cái show gọi là show lật mặt đi. Cái gì? Ban đầu nó như thế, nó hào quang lung linh, mình lật một phát, mình lớn như là vứt tạch vắt dưới đất, xong rồi mình lại lôi kéo khán giả, mình lại tạo scandal để cho khán giả đến xem. Thế là cuối cùng là mình vẫn được tất cả. Được cái gì? Thôi, không nói. Tôi không thích những cái gì mà giải thôi. Dẹp hết cho tôi. Dẹp đi. Đi về học lại. Dẹp hết. Dẹp đi, coi như bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ cái phần 5 triệu đô đấy, coi như mày không có trách nhiệm gì. Rồi, cảm ơn chú. Bỏ đi. Đi về luôn. Bỏ đi. Kính thưa quý vị, qua cái buổi ăn khuya vừa rồi thì chúng ta có một cái thông điệp là khi chúng ta làm bất cứ một cái sản phẩm về nghệ thuật nào, chúng ta cũng có nên có sự thành thật và đừng nên
tạo những cái scandal để cho PR cho những cái sản phẩm của mình, đó là điều không tốt. Ai trứng cút hộp vịt lộn hộp vịt giữa hộp vịt lộn bún bò đi. Cha mẹ khỏi tìm ra mình, cái mình mua cái này mình hung nhau mình chém ăn cái này lúc đó 17 năm về trước má em quăng em ở ghế đá này. Ê, cái dép này mua ở đâu đẹp quá vậy? Kệ người ta, cái dép là của người ta. La 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 la. Em mới 18 tuổi nè anh. Dạ, em là Tuấn Chiêu mẫu bò đi bốc lửa nè. Em có bò đi bốc lửa không nè? Đấy rồi. Một chút khó khăn mà quên đi nụ cười, nào hãy đến với chúng tôi, hồi còn yêu là. Tôi là ông Tào, tôi thường đi với ông Lào. Tôi là ông Lào, tụi tôi hay đi chung với nhau. Tôi là ông Lào, tôi hay đi với ông Tào, không biết mà tôi. Những câu chuyện gắn liền với tuổi thơ. Sắp vừa rồi, sắp vừa rồi. Vừa đi. Sắp vừa rồi. Nó bị bệnh rồi. Tôi mà nhà tiên tri tôi đoán nó xuống đây là tôi trốn rồi. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Không. Không. Tiếng anh nhốt em trong đời. Cô gái hoàng khăn đỏ đi tìm bà Ngọc Lan. Người lạ, người lạ. Hai con sói kia. Ta là cô bé chùm khăn đỏ. Cô bé chùm khăn đỏ. Mà sao dạo này cô bé béo phì quá vậy? Bà ơi, vì con bà đứng lên bà nghe con hỏi nè. Nàng tiên cá bị mất trí nhớ. Đại Ngọc Trâm. Chàng thủy tinh vẫn vương tình cũ. Kevin Khánh. Ta đi. Những nhân vật cổ tích mang tới những thông điệp hiện đại. Đúng là ngươi rồi. Ngươi là vua sói đúng không? Cách đây 10 năm ngươi đã bắt cóc bà ngoại của ta đúng không? Cầm để đẩy vô cái. Không thích ta thì ta gả công chúa cho cũng được. Nàng mới xuất hiện từ khu mò cằm vàng chứ. Thằng gì? Làm ơn đừng có dừa giùm con cái nha má. Biết cỏ giấy tính rồi. Dạ kêu mặt chí. Hãy đón xem hội quán Tiếu Lâm với chủ đề cổ tích ngày nay. Mỗi khi buồn thì hãy nhớ đến chúng tôi. Bởi
mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Hội Quán Tiểu Lâm mùa thứ hai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ ba người chơi, họ là những khách mời. Xin giới thiệu diễn viên điện ảnh chị Ngọc Lan, ca sĩ tuổi teen, bạn thân của Khởi My, Kevin Huy Khánh. Chị nói là bạn thân nha. Chị nói là bạn thân, còn thân cỡ nào tôi không biết. Diễn viên Đại Ngọc Trâm. Và ngày hôm nay họ sẽ mang tới những tình huống như thế nào, và họ sẽ vượt qua những thử thách như thế nào, và họ sẽ phải đối phó với gia đình họ quan tâm như thế nào. Chúng ta hãy cùng đến với bữa ăn đầu tiên. Xin mời. Ngoài đời thì Lan chuyên về tính cách hài là chính. Nhiều khi cũng có những vai dữ dằn như là ác độc chẳng hạn, hay là chợ búa hay má mì cãi lộn gì đó thì cũng rất là giỏi. Nhưng mà khi mà lên với Hội Quán Tiểu Lâm này, rồi tùy trường hợp mà mình xử lý thôi. Chứ cũng bây giờ thực sự là chưa biết là họ diễn như thế nào với mình. Thì Trâm có xem thử một vài số, là có những tập là ông Tạ ông Lao phải trách nhiệm là trong chương trình là phải chạy vô cứu người chơi. Mà có những tập ông Tạ ông Lao chịu không nổi là phải bỏ đi luôn, làm cho người chơi càng thêm áp lực nữa, không biết phải làm sao hết. Hy vọng là cái ngày hôm nay Trâm chơi không có dính vô những cái trường hợp như vậy, sẽ được ông Tạ ông Lao cứu mình ra khỏi cái Hội Quán Tiểu Lâm đó. Khi nhận được lời mời thì Khởi My có ép là kêu là thử tham gia chơi. Thì em cũng đồng ý nhận lời. Khi mà làm đối thủ với Khởi My thì nếu mà lỡ mà có bí quá thì Khánh lúc nào cũng có một cái chiêu cho mình, đó chính là lôi bí mật thầm kín của người khác ra mà đe dọa tống tiền. Khởi My, thì tuy rằng ở ngoài thì chúng ta là một đội khá là ăn ý, nhưng mà vào trong này thì chúng ta là đối thủ với nhau, thì nói chung thì nhẹ nhàng nha, còn không mà tôi đem tất cả bí mật ra tôi nói trên truyền hình là gán chịu á. Kính thưa quý vị, với chủ đề là cổ tích ngày nay và với phần ăn sáng đó là chị Ngọc Lan, chúng ta hãy chờ xem chúng ta sẽ vượt qua thử thách như thế nào. Cứ luôn đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Luôn tự tin với ngoại hình quá khổ của mình, nữ diễn viên Ngọc Lan mang đến cho mọi người cảm giác dễ chịu với cách diễn xuất đầy vui tươi và lạc quan. Xuất hiện tại Hội Quán Tiểu Lâm mùa 2, chiêu trò gì sẽ được Ngọc Lan vận dụng để có thể áp đảo được mọi người? Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay Ngọc Lan sẽ tham dự Hội Quán Tiểu Lâm với một cái vai rất là dễ thương, là niềm mơ ước của mình, đó là cô bé hoàng khăn đỏ. Và cái câu chuyện rất là vui, rất là thú vị là cô bé này sẽ tìm gặp bà của mình trong khu rừng sâu, bị một tên sói bắt cóc cách đây 10 năm, để coi cô bé hoàng khăn đỏ với lại cái đám sói đó ai là người chiến thắng. Nhớ đón xem nha. Mùi gì ấy? Không, ta đang tìm mùi của lá mờ. Hả? Lá mờ. Cái mùi này còn ghê hơn lá mờ nữa. Mùi gì? Nè. Mùi lá. Hai con sói kia. Cho ta hỏi, đây có phải là hang ổ của vua sói không? Người mà gọi là thiên hạ đệ nhất sói ca đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Bà là ai? Bà là ai lang thang đây tìm sói ca? Trời đất ơi, nghĩ sao kêu ta là bà vậy? Nhìn ta coi ta không dễ thương sao kêu ta là bà? Không phải gọi là bà. Chứ gọi là gì? Ta là cô bé trùm khăn đỏ. Cô bé trùm khăn đỏ. Mà sao dạo này cô bé béo phì quá vậy?
Dạo này thức ăn nó chứa nhiều quá chất quá, cho nên ta ăn ta bị béo phì đó. Khoan, cô bé nhắm mắt lại đi. Rất miếng dán mí rồi nè. Có, không phải miếng dán mí đâu. Dạo này cô bé phẫu thuật thẩm mỹ nhiều quá, xấu quá nè. Thì đó. Cô bé nghe đồn đã lâu rồi, đi ra đây hỏi thăm chút xíu. Sao? Dạo này vẫn khỏe vẫn hả? Khỏe. Ăn uống điều độ hả? Ăn uống điều độ nhưng mà ăn quá chất không cho nên bị béo phì nè. Ừ, định ăn thịt cô bé nói vậy thì nghĩ đi. Không, nó giỡn, nó chơi thôi, sói dễ thương mà. Nè, ta nói cho biết trước nha, các ngươi ăn thịt ta đi rồi mới biết nha. Bởi vì sao? Ta ăn quá chất không đó, các ngươi ăn vô các ngươi chết. Không, hiểu không? Ta chỉ sợ có mỡ trong máu thôi. Ê, không nói nhiều nữa. Vừa sói của các ngươi đâu? Kêu hắn ra đây cho ta. Ta không ăn. Cô bé Hoàng Hăng Đỏ lại tiến tới đây gặp sói ca lại. Bố muốn kêu mà kêu hả? Hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, thấy nghe cô cũng nổi tiếng, tôi cũng đọc tôi biết cô rồi. Sao chỗ này bà ngoại vẫn ổn, ăn bánh bao đều chứ hả? Đó đó, nhắc tới bà ngoại ta mới tức. Sao vậy? Kêu hắn ra đây trả lại bà ngoại cho ta. Ủa? Các ngươi còn nhớ không, cách đây 10 năm chính các ngươi lúc đó các ngươi còn nhỏ xíu à, các ngươi đi theo một con sói già bắt cóc bà ngoại của ta. Bây giờ ta hỏi bà ngoại ta đâu, trả lời cho mau, không thì ta sẽ báo thù các ngươi đó. Thì hồi đó nãy cô bé Hoàng Đỏ cũng nói rồi, lúc mà đi theo còn nhỏ xíu mà biết gì đâu, thì giờ cũng biết gì đâu. Ừ đúng rồi đó, hồi đó còn nhỏ xíu mà bây giờ biết gì đâu. Không biết gì nhưng mà tên sói già kia biết. Các ngươi kể lại, kể cho nghe, ra đây ngồi kể cho nghe. Sao là vậy? Cách đây 10 năm. Xích ra. Ta là cô bé Hoàng Khăn Đỏ, ta phải ngồi đẹp như thế này. Ừ, đừng có đưa cái này vô mặt. Ừ. Xích ra. Ngày xưa, cách đây chừng 10 năm gì đó. Ok. Lúc đó, bà ngoại của ta bị một con sói già bắt cóc. Thuở ấy, ta xinh đẹp lạ thường. Ôm nhòm ôm nhách, cỡ như ngươi vậy nè. Ta mới đi lang thang vô rừng, ta hái hoa bắt bướm. Ta hái hoa bắt bướm. Trời ơi, đừng nhảy quá. Đừng nhảy quá con bé, động đất quá vậy. Nhảy nè, ở trên này nó có cây cục hết, không có nhảy được, lên đây ngồi lên nhảy kìa. Rồi, bớt nhảy lại, rồi sao nữa? Có sao không? Nhảy, động đất quá, bớt nhảy lại. Thì ta phải diễn tả cho các ngươi biết là cái câu chuyện ngày xưa nó sinh động như vậy chứ. Rồi tung tăng ngầu rừng như thế nào, khu rừng đó còn tồn tại không hay là bây giờ lúng quá trời. Lúng cái gì? Đó là khu rừng này nè. Khu rừng này rồi hả? Ồ, hèn gì xung quanh cái lầm. Cô bé, ngồi xuống đây cho hỏi cái này. Hái hoa bắt bướm thôi mà sao nó mập dữ vậy? Lửa hỏi hoài. Không phải ta thắc mắc lắm, câu chuyện nó chưa có đầu đuôi gì hết trơn á. Ngày xưa ta nói ta ốm nhom ốm nhách như người vậy đó. Rồi tới hái hoa bắt bướm. Thế là có một con sói nó đi theo ta. Nó cứ ta đi đâu nó đi theo đó. Ta sợ lắm, ta tưởng là hắn định ăn thịt ta. Ai dè hắn bắt cóc bà ngoại của ta. Khoan. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà nó ngon nó ngọt thì mới ăn chứ, bà ngoại nhà ngươi già vậy ăn chi không ăn nhà ngươi. Thì bây giờ tao mới tức. Tức quá. Bây giờ 10 năm sau tao lớn lên rồi, tao mới tìm hiểu, tao nói bà ngoại tao già như thế, xấu như thế, đã có gia đình như thế mà tại sao bắt cóc để làm cái gì? Đúng không? Đúng rồi. Sao kỳ lạ vậy? Có vấn đề gì đó đây đúng không? Tại sao đi theo cô bé Hoàng Khăn Đỏ mà lại là bắt bà ngoại? Tại sao vậy? Trời ơi! Muốn biết không? Có vấn đề gì? Đi vô hỏi ổng, kêu ổng ra đây, ổng trả lời cho nghe. Bây giờ nhiệm vụ thôi sói cay vậy. Ai đây? Đúng là ngươi rồi. Ngươi là vua sói đúng không? Cách đây 10 năm ngươi đã bắt cóc bà ngoại của ta đúng không? Sói ca là ta. Sói ca. Bà ngoại ta đâu? Ngươi là ai? Ta là cô bé trong Khăn Đỏ. Sói ca nhiều hơn. Sói ca có fan hâm mộ nữa. Ta là cô bé trùm khăn đỏ, ta đến đây để tìm bà ngoại của ta. Bà ngoại ta đâu? Ngươi hãy trả bà ngoại ta đây. Cô bé trùm khăn đỏ à? Ngươi nhớ ta không? Các người, con kiểm tra mắt của cha coi còn tin tưởng không? Vẫn còn tỉnh táo mà. Mặt này mà gọi là cô bé à? Phải gọi là bà bé Hoàng Khăn Đỏ mới đúng chứ. Thì cách đây 10 năm ta là cô bé,
Bây giờ ta đã thành bà bé rồi, cho nên ta mới đây ta tìm ngươi. Lúc đó ngươi là một tên sói già, nhưng mà bây giờ ngươi còn già hơn nữa. Bây giờ ngươi đã thành tinh rồi, ta sẽ gọi ngươi là sói tinh, được chưa? Ok. Nhưng mà ta thắc mắc ngươi nè. Trời đất ơi, ngày xưa ổng đẹp dễ sợ chưa, còn nhìn bây giờ nữa nè. Ngày xưa ta ốm hơn bây giờ, đắng lòng quá. Cái quan trọng ngươi tìm ta để coi nhan sắc của ta hay tìm chuyện gì? Ta hỏi ngươi, bây giờ bà ngoại ta đâu? Ngươi hãy trả bà ngoại cho ta. Nếu bà ngoại ta còn sống, ta xin ngươi đó. Còn nếu mà bà ngoại ta chết thì ngươi hãy trả tiền cho ta. Không, trả cốt cho ta. Nghĩ sao mà cô bé già vậy mà bà ngoại còn sống, chắc bà ngoại cũng thành tinh rồi. Thôi cà, có chuyện gì vậy Sói ca? Cái đồng hồ, đúng rồi, cái đồng hồ. Đây, thấy chưa, cái đồng hồ này là đồng hồ của bà ngoại của ta. Tại sao? Không cho ngươi đứng vào. Kìa, anh thợ săn. Anh thợ săn. Thợ săn có gì? Sao không? Thợ săn kì á. Đây, đây là anh thợ săn. Người này, người nói đi, người là bằng chứng. Trời đất ơi, thợ săn gì mà mặt thiểu năng vậy? Trời đất ơi, ông ăn chút cái gì mà bây giờ ông đi hết nổi rồi hả ông thợ săn? Cái này con cáo hay là cái gì? Con này con này con quỷ gì vậy? Là sao nó chưa nói được gì luôn. Trả bà ngoại của cô bé ra đây. Ngày xưa ta là thợ săn, ta đi giải cứu bà ngoại con bé nửa đường bị đau bụng, ta tạm thời nghỉ nửa tiếng, vậy mà bụng cáo các người, sói các người tới bắt bà ngoại cô bé đi. Trả bà ngoại cô bé đây. Bắn đi. Ủa sao mà chết anh vậy? Ta bắt bà ngoại của cô bé có bằng chứng không? Đính mắt ta thấy. Mắt người thấy, vậy thì ta cũng thấy chính người mới là kẻ bắt cóc bà ngoại của cô bé. Vu khống. Cái gì? Vu khống. Cái gì? Tại sao ngươi nói với ta? Hắn là người bắt cóc hắn bà ngoại. Hắn mới là người bắt cóc bà ngoại. Sao vậy? Phải tin ta chứ. Đúng rồi, phải tin ta chứ, đúng không? Anh thợ săn bắt cóc bà ngoại ta để làm cái gì? Đúng. Ảnh đi vô rừng ảnh săn là ảnh chỉ săn thú thôi. Bà ngoại ta là người. Đây nè, cái đồng hồ là đồng hồ bà ngoại nè, một cặp nè. Đó. Đúng rồi. Cái này là ta lượm được ở trên đường đi chơi. Ngươi đừng có ngụy biện. Ngươi đã ăn thịt của bà ngoại ta rồi đúng không? Rồi ngươi lấy cái đồng hồ của bà ngoại ta đúng không? Ta là thú. Ta là thú. Ta có giờ để làm gì? Có. Ta chỉ biết mặt trời lên đi kiếm ăn, mặt trời lặn ta đi ngủ, không cần phải coi những thứ bà này. Bà ngoại ơi, hãy về với gia đình đi. Gia đình đã tha thứ mọi lỗi lầm. Bà ngoại ơi, ngươi khùng rồi hả? Bà ngoại ta đã bị hắn ăn thịt rồi, làm gì có trong đó mà kêu. Ta không bắt bà ngoại ngươi. Đúng rồi, sói ca của nhà ta không bao giờ làm chuyện sằng bậy. Bà ngoại ơi, đi tìm bà ngoại chỗ khác đi, cô bé bà ngoại nói. Đứa ơi, chị đó, tôi tìm thấy bà ngoại của chị rồi. Đây là bà ngoại của chị đó. Trời, đúng rồi. Ngoại, ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại còn nhận ra con không? Con là cô bé trùm khăn đỏ nè ngoại. Bà ra đây làm gì? Bà ra đây làm gì? Kìa, ngươi làm gì ngoại ta? Ngươi làm gì ngoại ta mà bây giờ ngoại ngươi ta làm gì ra người ta? Bà làm gì người ta vậy? Đi đâu vậy? Vậy trời ơi. Ngoại, ngoại ơi, ngoại làm sao vậy nè? Đúng rồi. Ngoại, ngoại, ngoại ở trong rừng riết, bây giờ ngoại cũng giống như con sói luôn rồi. Trời ơi. Ủa, tôi chết rồi. Chị đó, chị nghe tôi nói, theo cuộc tình báo của những con báo xuyên đêm thì hình như bây giờ bà ngoại của chị đã ở chung với lại anh sói rồi, sói ca rồi. Hả? Bây giờ thành sói bà rồi hả? Đúng rồi con. Hôn nhân của sói ca hả? Mà sao bữa giờ lâu nay bà không có gặp con? Con ăn cái gì mà con béo phì quá vậy? Con ăn toàn quá chất không à. Vậy hả? Dạ. Trời ơi tội nghiệp quá. Vậy thôi bây giờ con ở đây đi, có bà mổ thịt sói cho con ăn được không? Không, con lấy tạm con cho con ăn được không? Không được đâu. Nhưng mà nếu mà ăn thịt sói cũng được á. Vậy
mà nó ốm quá, ăn không ngon. Không có thấy được, không có thấy được. Ta không thể ăn thịt bừa bãi như vậy được. Chị hả? Bây giờ làm sao? Khoan nha, trước khi ấy Soái ca cho tụi con hỏi là cái con mà beo beo kia nhìn nó vừa giống con ếch nè, nó cũng giống con thằng lằn nè, mà nó cũng giống con heo nữa. Cuối cùng nó là con gì? Nó là con quái quật gì vậy? Nói chung ta lai, tất cả những loài thú trong rừng này đừng có thắc mắc. Biết ta, cục tình báo của những con báo xuyên đêm. Trước đây nghe mọi người ở trong vùng này kể lại, Soái ca này đã bị đám thợ săn ghen bắt, và chính bà đây đã xông ra cứu Soái ca. Sau đó Soái ca đem lòng thương bà, đã tỏ tình nhưng bà không chịu, nên Soái ca đành phải dùng cách bắt cóc bà của chị. Ủa gì kỳ vậy bà? Sao bà cứu ổng rồi ổng thương bà không chịu đi? Được đó, thì bây giờ bà không biết bà có thương bà ở trong này đó. Bây giờ cái phần trên bà còn con người, cái phần dưới là bà ra con sói rồi đó con. Thấy không? Chết rồi. Có đuôi đàng hoàng đó, thấy không? Cái gì vậy Soái ca? Cái gì vậy? Cháu bà đã kiếm ra bà. Vật này bà đã tặng cho tôi. Bây giờ bà sắp về với thế giới của loài người, tôi trả lại cho bà. Bà hãy về nơi mà bà đang sống. Đi, đi bà, đi. Cứ coi tất cả ở đây chỉ là kỷ niệm. Bà về đi. Không. Soái ơi, tôi nói thiệt với ông, tôi sống với bầy thú lâu nay riết, bây giờ tôi như thú, tôi quen rồi, tôi không có về với con người được đâu. Ông cho tôi ở đây với ông đi, ông Soái ca. Bà ơi, con cháu chị bà, không lẽ bà bỏ cháu sao? Thôi, bà, tôi xin bà. Bà ở trong rừng bà quen rồi, bà không có về đâu. Con đi về đi. Không ấy vô đây ở chung luôn. Còn không vô đây ở chung luôn đi. Gia nhập vô đây với bầy sói luôn đi con. Bà nghe tôi rồi nói sao hả? Cháu nó cần sự chăm sóc từ nơi bà, và bà cũng cần sự chăm sóc lo lắng của nó. Bà hãy trở về đi. Thôi tôi trở về hả ông? Trời ơi, tôi trở về rồi ngày nào tôi cũng nhớ tới cái mõm chó sói của ông hết. Cái mõm chó sói thân yêu này ngày nào tôi cũng chà răng đánh răng cho sói hết. Rồi ngày nào tôi cũng hung con sói này hết. Rồi bây giờ tôi về, tôi không có Soái ca, tôi buồn lắm mà chắc tôi nhớ sói già nữa đó. Bà ơi. Gì con? Bà đứng lên bà nghe con hỏi nè. Ừ. Bà ở đây 10 năm rồi phải không? Ừ. Bà có tình cảm với ông sói già rồi đúng không? Đúng rồi. Sao chị? Chị quyết định sao? Thôi được rồi. Tình yêu mà phải đến từ hai phía. Hai người họ yêu nhau quá, bây giờ mình cắt đứt, mình chia lìa, mình sao nở. Với lại bây giờ bà của tôi cũng sống với bầy sói này quen rồi, đã thành người của họ rồi. Cô mà bé, tôi cũng khôn lớn rồi. Thì thôi, cô bà bé ở lại luôn đi nha. Giữa ta với bà ấy không có thể nào có tình yêu đôi lứa được. Tại sao? Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Vậy? Bởi vì ta là loài thú, bà ấy là loài người. Bà ấy đã dùng tình cảm của bà ấy đã cảm hóa ta, và ta đã trở thành một con sói ngoan ngoãn, không đi bắt người ăn thịt nữa, không phá hại ai nữa. Ta cứ ẩn nấp ở trong hang và sống nơi của mình, không phá hại đến ai. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã cảm hóa được những loài thú dữ như chúng tôi. Nhưng thế giới ở đây không thuộc về bà. Bà cứ về đi. Về để lo cho cháu mình, dạy dỗ nó cho nên người, và để cho nó báo hiếu cho bà.
xúc động quá. Ta sẽ bảo vệ các ngươi ở giữa thế giới loài người. Trời ơi, xuất hiện một con sủng nhi. Cái con sói này chắc chưa tôi xử đó. Ta thôi tình cảm mình đã là tức cô bé rồi. Dạ con hãy đưa bà về đi, khi nào bà khỏe có thời gian hãy lên thăm chúng tôi. Cảm ơn bà. Mình về thôi bà. Cảm ơn ông. Ông bây giờ tôi sẽ về với cháu của tôi. Ông dạy con báo này lo chuyện cái tài liệu bây giờ nó bị cứng luôn rồi. Tình cảm chân thật để phá vỡ ngoài ngăn cách, để cảm hóa được trái tim của con người cũng như con thú vật. Đúng. Con thú mà nó sống còn hơn con người nữa. Trong đó con người mình đang tàn sát con thú. Thú mà còn tình cảm nhiều khi hơn một số người. Đó ghê không? Bây giờ chúng ta tạm thời quên tình huống này đi. Chúng ta hãy đi dùng bữa với lại tự duyên duyên trẻ đẹp Đại Ngọc Trầm. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Bây giờ tôi sẽ cùng ăn bữa trưa với nữ diễn viên trẻ đẹp Đại Ngọc Trầm. Quý vị biết chúng tôi đang quá thân vô chuyện cổ tích gì không? Quý vị hãy tự đoán đi. Bởi vì sao ông bạn ngồi kế chúng tôi, ông không có gì, ông chỉ tiếp xin lại những lời tôi nói. Bởi vì sao ông quá mệt rồi. Bây giờ Đại Ngọc Trâm cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Đại Ngọc Trâm, cái tên không quá xa lạ với những người yêu thích thể loại kịch sân khấu. Với chủ đề cổ tích, câu chuyện quen thuộc mà Ngọc Trâm mang đến sẽ để lại cho khán giả những thông điệp gì? Xin chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả biết mình là ai không? Mình là nàng tiên cá đó. Một nhân vật rất là nổi tiếng trong chuyện cổ tích mà cả thế giới ai cũng biết hết. Mà tại sao mình lại xấu xí như vậy? Tại vì mình đã sống ở vùng biển bị ô nhiễm. Mình uống phải nước biển ô nhiễm cho nên mình mới ra nông nổi như vậy. Cũng may mình là tiên cho nên mình không có sao hết. Và còn một điều nữa, quý vị khán giả sẽ biết là nàng tiên cá luôn luôn có giọng hát hay đúng không? Giọng hát đó có còn ở trong cái tập Hội Quán Tiểu Lâm này hay không? Quý vị khán giả hãy chờ xem nhé. Đây là biển. Đây là biển ư? Ôi sao cảnh lạ hóa. Ta tìm đến đúng nơi rồi chăng? À hai cụ ơi, hai cụ cho cháu hỏi là người ta chỉ cháu á, ở đây á hai cụ là nhà tiên tri đúng không ạ? Con này nó bị bệnh rồi. Tôi mà nhà tiên tri tôi đón nó xuống đây là tôi trốn rồi. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Không. Không. Ủa vậy tôi tới đây làm chi ta? Trời ơi. Ngày chắc biên hòa mới xuống nè. Mày la hoài mệt quá. Xin lỗi, nhớ rồi. Hàng xóm có dặn tôi là tới đây để hỏi hai nhà tiên tri là tại sao tôi bị mất trí nhớ, tôi không có nhớ cái gì hết. Làm ơn giúp giùm tôi, đoán giùm tôi đi. Tôi là ai vậy? Tôi đến từ đâu vậy? Và tại sao tôi lạc vô cái nơi chốn này vậy? Theo cách ăn mặc của cô, ta ở dưới thủy cung này cũng lâu năm rồi. Ta nhìn cách ăn mặc của cô với tấm lưới mành kia, ta nghĩ cô là
nàng tiên cá. Hình như ta đã nhớ ra một cái gì đó rồi. Không, nhà tiên tri ông đã đoán sai rồi. Đây cũng là nàng tiên cá, nhưng mà mới với sắc đẹp này thì tôi nghĩ đây là một cái loài cá rất là lạ. À, cá mặt quỷ đúng không? Không, không, tóc phần nó đỏ mà đẹp. Môi nó thâm mà. Nhưng mà phần này rất đẹp mà. Ồ. Chỉ có cái miệng thôi là giống cá chùi kiến. Không, không, cái khúc miệng này là ta đã nhớ rồi. Tại sao ta bị như vậy rồi? Tại sao? Vì sao? Ta nhớ cách đây vài hôm, ta đang bơi giữa vùng biển bao la, bỗng dưng ta khát nước và ta đã vô tình hả họng ra hớp một miếng nước biển. Và sau đó, cái môi ta thâm như vậy luôn đó. Sau đó ta quằn quại, ta không nhớ gì hết. Và ta cứ bơi, và ta đập đầu vào một con rùa, và ta mất trí nhớ. Cô ấy đã mất trí nhớ rồi. Cô ráng cố nhớ thử xem, nơi cô sinh ra là ở đâu, và cô ở cái vùng biển nào. Ta sẽ tìm cách chỉ cho cô và dẫn cô về nơi cô sinh ra. Đúng rồi. Mất trí nhớ sao nhớ? Ráng đi. Tập trung hết đi. Tập ráng đi. Dồn máu lên não. Nhớ cha mẹ mình là ai luôn không? Ta chỉ nhớ là khi ta đến đây, ta khoác trên người tấm lưới này. Cái này đâu phải là lưới, cái này là rong biển đó bà nội. Ủa gì hả? Sao rong biển dạo này ngộ vậy? Cái này gọi là một cái loài tảo biển. Người có thể ăn được, cá cũng có thể ăn được. Nhưng mà tôi không ăn được, tôi ăn tôi chết à. Vậy em tặng chị luôn đó. Chị đem chị đi lắc sa tế đi. Không. À, đúng rồi. Ta nhớ rồi. Lúc nào bên người ta cũng mang theo cái này hết. Cái gì vậy? Ta biết cái này chết liền đó. Cụ hãy dùng tài tiên tri của cụ. Cụ nhìn nó và cụ đoán đi. Nó ở đâu vậy? Tại sao ta có nó? Vậy nó có liên quan tới cuộc đời của ta? Cái cây này cây gì vậy ông? Ở dưới biển không có loài sinh vật này. Cái loài sinh vật có lẽ là... cái này do con người làm ra. Con người làm ra. Vậy có nghĩa là ta có mối quan hệ với con người hả? Trời, ta không nhớ gì hết. Chết rồi. Cái này cô mua ở đâu? Cái này chứ ở dưới biển là không có rồi đó. Ở dưới biển chỉ có ngọc trai chứ không có hột bẹt. Không có kim sa. Ai đã mang cho ta những thứ này? Còn một thứ nữa mà ta luôn nắm ở trong tay. Cái gì vậy? Một nút. Trời ơi, cái gì vậy? Bà không có nhớ gì? Cá không, mà hộp nút này nó ở đâu ra? Hay đâu ra cũng... Đứng im coi. Đứng im coi. Nhanh lên đứng im coi. Trời ơi, sao dắt tôi xuống biển chi vậy? Tôi hở không được luôn á. Ủa hoài vậy? Đứng im. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Không quen. Hai người này là ai vậy? Ta là ta phù cũng không thủy. Biết phù thủy. Đúng rồi, hãy gọi ta là một nickname quen thuộc chị thủy. Trời, tao chưa có thấy con phù thủy nào mà đẹp như vậy hết nha. Mày xạo là tao gõ cái đi trong mặt này bây giờ á. Bình tĩnh bà hai. Cái con hai bình tĩnh có phù thủy nào Hàn Quốc hả? Không biết dắt xuống đây làm gì phù thủy? Dắt tôi làm gì hả? Từ bình tĩnh. Tôi đến, thấy bà này giống phù thủy hơn á. Định dẫn xuống đây mua một ít hải sâm, đồ ớ thối đi chỗ khác đi. Cái gì vậy trời? Bà xuống đây bà giúp cho tôi là tìm thấy người tôi yêu, người đã cứu tôi thoát chết mà. Đây ta, người yêu của chàng. Ta có một giọng hát rất là thiên thần và thanh thoát. Ta nhớ rồi, ngẫm mày khó chịu quá. Tôi nhớ rồi, cái người mà bà biến cho tôi thở được dưới biển đi. Hai
hai ba. Hey. Ờ. Chị Thủy, em nói chị Thủy nghe nè. Chị Thủy. Okay. Em bị mất trí nhớ, em không có nhớ cái con khỉ gì hết á. Bây giờ chị Thủy giúp cho em đi. Em té em đập đầu cho con rùa là từ đó em mất hết ký ức luôn. Bây giờ chị Thủy giúp giùm em đi. Chị Thủy giúp cho em khôi phục lại trí nhớ đi. Mà em nhớ cái lúc trước khi mất trí nhớ em cầm hai cái này mà không biết hai cái này là cái đồ quỷ gì nữa. Em cầm hai cái này. Cái này là người ta kêu là cái nút áo. Đúng rồi. Còn cái này người ta kêu là cái micro. Mặt em giống cái xô quá à. Kêu ô hoài à. Bây giờ bị mất trí nhớ đúng không? Đúng rồi. Ok, chị sẽ giúp cho em sẽ vĩnh viễn không nhớ gì nữa. Ủa gì kỳ vậy? Bà thấy gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Tôi kêu bà giúp giùm tôi để cho tôi nhớ là hết tất cả. Mà kêu tôi không nhớ gì hết là sao? Có bao giờ thấy phù thủy nó đi giúp người không? Phù thủy nói chỉ có hại người thôi. Bà đang nói bà đang giúp tôi mà. Bà dắt tôi xuống đây để tìm cái người mà đã cứu ta, cứu ta thoát chết, để ta dắt về cưới để làm vợ của ta, sẽ làm sống hạnh phúc ta suốt đời ở cung điện của ta. Cái nút áo. Nút áo giống kìa. Giống trên tay nàng tiên cá. Vậy là trước khi mất trí nhớ chúng ta có làm gì nhau à? Không. Ê, nhiều khi đây chúng ta không quán gì nhau hả? Không, đứng im coi. Đây, bên này á, đặt bên này may đồ. Mày thiếu cái nút áo. Đây, giờ đem qua gắn lại. Không, ta nhớ mãi mãi rồi. Cái nút áo này là cục bộ đồ này. Ngày hôm đó lúc ta bị chết chìm trong một cơn bão bùng bão mưa bão tố. Rồi. Bà đừng có chít nữa. Tôi là hoàng tử, tôi trên đất liền chứ không phải dưới biển. Bà chỉ là phù thủy dưới biển thôi, bà hiểu không? Không có thể nào sử dụng được mất trí nhớ của ta đâu. Mình đổi đầu đi. Ai da, đau quá. Nghe ta nói nè, không có mất trí nhớ nổi đâu. Nhưng mà ta nhớ là cái người mà cứu ta thoát chết là có một giọng hát rất hay. Nếu mà... Bây giờ thi hát đi, đứa nào hát hay là người cứu chàng. Phải không? Đúng. Hát cái gì? Bây giờ mình... Hình như mình... cái ký ức này ta đã thấy ở đâu rồi thì phải. Im đi, bây giờ thi hát đi chị. Không có con cá mà nó mập như chị bụng mỡ không nè. Không phải, tôi uống cái nước biển. Bây giờ là mình sẽ thi hát. Tôi có một bài hát này hay lắm. Ủa mà sao phải thi hát? Thi hát để biết đứa nào là người cứu hoàng tử. Hoàng tử nói người đó hát hay lắm. Đúng rồi, ta nhớ một ký ức của ta. Người mà cứu ta thoát chết có một giọng hát thật là hay. Mà có đẹp không? Bà ơi, xỉu, sao chuẩn bị được? Coi chương trình văn nghệ. Coi đi ông. Keo chi vậy? Keo này bên này thua chắc rồi đó. Bây giờ hai đứa mình sẽ hát chung một bài. Bài này chung dễ hát lắm. Bài gì vậy? Bài này có tên là Gõ Cửa Trái Tim. Hát sao? Nghe ta hát trước nha. Vô. Gõ cửa trái tim, sao anh hừng hờ ngõ hồn ta. Đúng cái giọng hát này. Nhìn lòng mắt răng ta để một mối bơ vơ. Khi không anh nhốt em trong đời chờ. Vô, hát đi chị mẹ. Vô. Gõ cửa trái tim. Vô. Hình như trong ký ức của ta nhớ hồi đó ta hát hay đó, mà sao bây giờ kỳ vậy? Thôi bà ơi, bà xạo quá, không hết đứa nào mà hát dở mà nó chịu mình hát dở hết trơn á. Không có, ta nhớ là trong ký ức của ta hát hay lắm. Con của ta đâu? Con tay. Đâu rồi? Nàng tiên cá. Trời ơi, nàng tiên cá. Nàng tiên cá. Ta tìm được nàng tiên cá rồi. Nàng tiên cá đã, ta tìm được rồi. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Trời ơi, không nhớ gì hết hả? Con này là con quỷ gì vậy? Hả? Con này là ta con gì? Ta là con gì mày hỏi là cái gì? Hả? Đây, ta là Bạch Tuốt Tuần Tuột. Bạch Tuốt Tuần Tuột là anh của con đó. Còn ta là Long Dương. Em gái, tại sao vậy? Tại sao cãi lời vua cha mà lên trên mặt đất á, rồi yêu thằng này chi, rồi giáp cục đá, rồi quên trí nhớ. Ngày xưa là một nàng tiên cá xinh đẹp, lên đến kia rồi thở không được không khí, ô nhiễm. Vậy, đây là cha của con. Cha đó, anh đây. Anh
nhớ lại coi. Nhớ đi. Con có một giọng hát thật là tuyệt vời. Nhưng mà giọng hát ở đâu rồi cha? Tại vì con mê sai chàng hoàng tử trên mặt đất. Con đánh đổi giọng hát của con. Con đem giọng hát con tư vô tiệm cầm đồ để cầm giọng hát đó rồi. Trong lúc con cầm tiếng hát của con, chính mẹ phù thủy này là lấy tiếng hát của con và dùng tiếng hát của con để mà dụ dỗ chàng hoàng tử kia. Con, con đã nhớ lại chưa? Hình như con đã nhớ gì đó rồi. Đây có nghĩa là người yêu của em. Đúng vậy. Hoàng tử. Chàng đã cứu ta. Đúng vậy. Nè, thiên cá đã cứu anh. Ta mới là người cứu chàng. Có một giọng hát thật là hay. Gò cửa trái tim. Đó chính là giọng hát của con. Giọng hát này mới đúng nè. Là của con nè. Nó có giọng hát của con. Đúng như vậy. Đừng, đừng cãi nhau làm gì. Hãy dùng tình cảm của mình, hiểu không, để chinh phục người khác. Đừng có chửi lộn, hiểu đúng không? Ta đã ở dưới đáy biển sâu này biết bao nhiêu năm rồi. Tình cảm vợ chồng ta vẫn như xưa. Nhờ Long Dương cai quản. Đúng. Mọi chuyện ở dưới này rất ổn. Ông biết cai quản được biển xanh. Chỉ có một người con gái thôi. Tại sao ông không cai quản được? Đó là vì tình yêu. Đúng. Tình yêu. Vì tình yêu người ta có thể làm hết tất cả những điều người ta muốn. Kể cả đánh đổi đến tính mạng của mình. Ông có phép thuật. Ông hãy cho con gái của ông hát lại như xưa. Wow, cái này có lòng. Và cho cô ấy lấy chàng hoàng tử kia, để tình yêu của họ mãi mãi đẹp trong mắt của tất cả mọi người. Lúc đó cô ấy không còn tương tư nữa, không còn phải lén lút nữa, mà tự do thoải mái lên xuống dưới thủy cung này. Cảm ơn vợ chồng sao biển. Nhờ vợ chồng ngươi mà ta đã tìm được con gái của ta. Được, ta sẽ dùng phép thuật cho con hát trở lại thật là tuyệt vời. Hát đi công chúa. Hát đi gõ cửa trái tim. Ta phép thuật đi. Hát gõ cửa trái tim, mang anh đường vào. Hát gõ cửa trái tim. Cái gì vậy? Trời ơi, bà không biết là bà yêu cái đó thôi. Ủa, tại ông hát lát giùm thôi, chị ơi, đơn giản. Thôi, có lẽ lâu quá nó không hát được, nó hát không được hay. Thôi được rồi, bạch tuột tuột tuột. Thôi tính vậy. Trời ơi, bạch tuột. Mau đưa em gái về, lẹ lên. Còn tình yêu, còn tình yêu của chàng hoàng tử và nàng tiên cá thì sao? Được, ta sẽ táp hả, tác hợp cho hai con. Ta mệt quá rồi. Táp hạt. Ta sẽ tác hợp cho hai con. Đi theo ta. Dạ. Đi. Trời ơi. Đi luôn, đi luôn. Hoàng tử. Đi luôn đi hoàng tử. Anh tiên ca. Đi luôn đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn thấy chưa? Vì tình yêu mà chúng ta có thể đánh đổi cái tấm mạng. Đây chỉ là đánh đổi tiếng hát thôi. Và bất kỳ nhớ. Tụt. Để kia cho ta ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp diễn viên ca sĩ Thao Vinh Khánh để coi anh ta sẽ ứng phó thế nào với gia đình của anh Tư Lập. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Chưa làm gì hết mà thấy mặc bộ đồ hay là thấy có vẻ hơi mệt chứ nặng là đó. Vừa nặng đầu mà vừa nóng. Không sao. Nhưng chúng ta là phải đóng mát mẻ thì chúng ta ở dưới đáy biển. Chúng ta làm gì đây? Không cần làm gì hết, chỉ chờ Kevin Huy Khánh tha bẫy vô cứu vậy thôi. Cứu không được thì bỏ chạy. Tính tính nào thật đó, không nên làm như vậy. Nổi tiếng khắp cộng đồng mạng với vẻ ngoài điển trai, Kevin Khánh cũng chính là người bạn thân thiết lâu năm của nữ ca sĩ Khởi My. Cũng chính vì thế, không quá khó hiểu khi chàng trai này đã nhận được khá nhiều lời yêu cầu đến với chương trình từ phía khán giả. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Khánh tới chương trình Hội Quán Tiểu Lâm. Thì Khánh vào vai một nhân vật cổ tích. Nhìn màu xanh thì nghĩ là các bạn cũng đoán ra được 20%. Thì vào vai này thì Khánh sẽ đấu với đại gia đình Hội Quán Tiểu Lâm. Nhưng mà câu chuyện đã bị biến thể. Nói chung là biến tùm lum tùm la hết trơn á, từ lưa tài leo hết trơn á. Nói chung là tội lắm, các bạn muốn biết
thì hãy theo dõi tiểu phẩm này nhé. Nhớ nha. Cái đứa kia đâu rồi? Hôm nay là tới ngày học sinh thái rồi mà không có thấy nó đâu, mặc ở đâu chừng lần nào cũng trốn học là sao? Bóng bị đâu? Giờ tôi làm gì ở đây trời? Nhức đầu quá. Dạ thưa thầy. Con là ai, tên gì, giới thiệu. Dạ con là Mỹ Mộng. Mộng Mì. Mỹ Mộng. Mộng Mì hả, đi qua đây. Ủa sao kỳ vậy? Đi qua đây, đi qua đây, đi lẹ lên. Còn con tên gì? Dạ con là anh trai của Mộng Mì. Con là con của Sơn Tinh. Con là Sơn Thùng. Con hát ngang bài chơi coi. Dạ. Bài là ú nù đó. Hát đi. Dạ thầy kêu con có thể dời non lấp bể thì được, chứ hát ú ú ù là con luôn thầy. Không có hát được đâu thầy ơi. Sao tên Sơn Thùng? Dạ Sơn Thùng nó hát bài đó đi. Sơn Thùng là giờ thầy thấy cái thùng ra con lấy mình sơn thùng thầy biểu diễn coi được. Chứ cái đó không phải. Lấy smartphone gọi ba má xuống đây chơi. Dạ con đi học là có quy tắc là không bao giờ đem điện thoại hay là sử dụng gì hết. Nội lực của con là có thể dời non lấp bể. Người xạo. Người nói vậy là người nói sai rồi. Là sao? Tại vì người xuống đây dưới biển, người học nên không theo, không có đem được. Nó bị vô nước đúng không? Đâu được chứ, nè. Vô nước nó không có đem được. Này, chụp. Đó. Thấy sức mạnh của con chưa? Dạ dạ, con xin lỗi cô. Cái gì? Dạ. Người nói cái gì? Dạ tại ố là con tưởng đâu cô. Mới học tao biết bao nhiêu lâu rồi, cô cái gì? Anh dạ, dạ, biết rõ dạ. Giới tính rồi. Dạ chưa bạc chí. Vậy chứ dạ. Đó, ngu nè. Thầy học cái trường này bắt đầu thấy nhức đầu không rồi đó. Không thấy thầy để vậy đẹp nè. Không thấy thầy. Kỳ ha, trời. Đâu mấy hãy bay leo lên đầu tao ngồi đi. Đừng, con đang chăm sóc cho thầy. Con đang chăm sóc lại. Dạ thầy tụ họp hai anh em tụi con tới có chuyện gì ạ? Hai người học rất là kém. Đúng rồi. Đúng không? Nên dạ. Á hôm nay á tao yêu cầu hai người phải dắt ba má xuống đây nói chuyện cho. Trời ơi thầy nói kỳ vậy, con học rất là giỏi. Ngồi ba má xuống đây, không có nói nhiều nữa. Khổ thầy quá. Nói thầy nghe nè, mấy thầy vậy rồi để con giúp thầy tháo luôn ha. Tháo luôn. Để tao mua đêm mà sẽ. Bây giờ ba. Ba. Sao cha mẹ lại tới đây. Ủa sao thầy kỳ vậy? Sao vậy? Ủa thầy sao vậy? Thầy sao vậy? Dạ mẹ. Thầy bị đau chỗ nào? Ta gặp lại tình xưa. Tình xưa là sao? Không còn nhớ ta sao? Không còn nhớ ta sao? Ta đây. Nhớ con chứ. Ta đi. Nhớ chứ. Nhìn như con cá chốt là hiểu rồi. Chạy tôm ta đi, còn đợi gì nữa. Come on baby. Come on. Chuyện gì vậy ba? Gì vậy? Cái gì đâu vậy cha? Lộn. Gì vậy? Chị giữ gì nữa vậy? Trời ơi. Sao lâu quá không gặp. Nè, giờ, cái bộ râu gì không? Giống quỷ vậy trời. Bộ râu gì kỳ cục vậy? Ta hận nàng và cha của nàng. Sao vậy? Chơi ăn gian, thông đồng với Sơn Tinh để gả cho Sơn Tinh. Tao buồn quá, bây giờ tao cạo râu tao cũng phải cạo theo hình trái tim bị nứt nữa nè. Tao còn xăm FA nữa nè. Trời ơi, ở giá suốt đời luôn. Thì ra tới giờ ngươi vẫn chưa có gia đình à? Đúng. Nghe ngươi là á cả cuộc đời ngươi không bao giờ có gia đình đâu hả? Chà, Thủy Tinh, lâu quá không gặp. Ông vẫn khỏe chứ? Ta vẫn khỏe. Mặt ta trẻ hơn ngươi là ngươi biết rồi. Ta còn lo cho con cái. Ngươi chỉ lo nuôi trai đó mà. Tại sao ngươi biết ta có trai mà nuôi?
ở dưới biển không có ngọc trai sao? Có. Thầy à, sẵn ngày hôm nay cha mẹ con xuống thăm tụi con, thầy có chuyện gì cứ hợp với cha mẹ con đi. Dạ, đây là đúng, cha mẹ con á. Chuyện cũ bỏ qua, vì thế hệ tương lai, ta gửi con ta học ở chỗ ông. Có chuyện gì ông cứ nói. Ngày hôm nay có nhiều họp phụ huynh, mời thầy. Đầu tiên là con gái của ông xuống dưới đây học mà không lo học, chỉ ngồi mơ mộng còn viết thư tình nữa. Ở đâu ra? Trời ơi con. Không có cha. Con mà... gái mới bao nhiêu tuổi đầu mà đi yêu, sao giống má nó quá vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Con trai, tôi ngày xưa tôi đâu có yêu ai đâu. Toàn là sơn tinh trọng... sơn tinh thủy tinh yêu tôi chứ tôi đâu có yêu ai đâu trời. Bà bỏ tôi. Bà không à. Bà bỏ tôi vô khống thích vậy đó được không? Còn con trai của ông hả? Xuống đi học mà không lo có hát, không có lo hát hò gì hết trơn á. Hả? Tên sơn thùng mà không hát tôi kêu sao mà không làm theo vậy? Hỗn xược. Sai, kiểm điểm, đuổi. Ủa gì kỳ vậy? Thầy gì ngang ngược vậy? Vậy ta. Xuống đi học trường tâm hả? À. Tôi cho nó xuống đi học văn hóa, đâu phải cho xuống học nhạc mà thầy bắt nó hát. Xuống đây là học sinh thái, hiểu không? Dạ, học sinh thái mắc mớ gì tới chuyện hát hả thầy? Hát để làm cho tôi vui tôi mới dạy được. Trời ơi, cái gì vậy? Thầy à, bữa nay thiệt sự tôi rất là buồn. Thầy có thể hát cho tôi vui được không? Xin lỗi, ông không phải thầy tôi. Tôi không, tôi không phải thầy của ông, nhưng tôi là người đóng tiền để nuôi ông đó. Đúng rồi. Nếu tôi rút hai đứa con tôi về, hỏi thử thầy có mất dạy hay không? À. Thầy ơi, lớp này có mình con với anh con học và đuổi hai đứa con thầy dạy ai? Sao thầy gật lắc tùa lưa vậy? Gật thầy lắc. Đang bế tắc, thầy đang bế tắc, thầy bị bế tắc. Ủa cái gì nữa vậy? Tôi trốn rồi. Bình tôm người ta không sổ à? À, tướng ca. À, đại ca. Không nhớ tôi sao? Đại ca. Ngày xưa tôi đã đi làm cho đại ca, bây giờ tôi làm cho đại ca. Ôi đại ca. Cái gì? Sai không đại ca vậy? Cái gì? Ông chỉ giỡn hoài. Đây là thuộc hạ của ngài, ngài chưa không nhận ra sao? Ta không nhận ra. Cách ăn mặc này hình như không phải ở nơi ta, mà ở trên một sa mạc. Ủa vậy là con gì? Con thằng lằn hả? Không, con đã nhận ra rồi, đây là một cái loại người chỉ có mông với cổ thôi. À, chàng ơi, còn cái người mặc áo màu xanh kia là ai mà nhìn dị dạng vậy chàng? Dạ. Nhìn giống như người dơi hay là một cái động vật gì đó rất là quý hiếm. Ở dưới biển có con nọ con kia, nàng không thấy con cá mặt quỷ sao? À. Cảm ơn ngài quá khen. Nếu là ta là cá mập quỷ thì ta là con cá mập quỷ đẹp nhất ở dưới đây rồi. Không, giống cá mặt sệ. Cái gì mặt sệ? Thôi, vào việc đi. Dạ thưa ngài, có phải ngài là Sơn Tinh không? Phải. Tôi xin giới thiệu, tôi là thầy dạy học cho hai người con của thầy. À, thì ra ông không phải là thầy giáo của hai đứa con tôi à? Ủa phải không? Hồi sát bằng tay vừa hỏi hoài. Ta là vua của nhà, đại ca của nhà ngươi đó. Vua đại ca là gì? Ta là đại ca của nhà ngươi đó. Tại sao đòi tát ta? Cái gì? Ta phải tát ngươi đó. Trời. Đúng rồi. Cái tát rất là đàn ông ha. Yeah. Bởi vậy tác như vậy, bởi vậy nuôi trai là phải rồi. Hèn gì tiểu muội của ta suốt ngày cứ mơ mộng hảo huyền mà thôi. Ngài thông cảm. Bởi vì thủy tinh sau khi đã mất người yêu rồi
xuống đây ở một mình cho nên ngày đêm cứ tơ tưởng chuyện tình xưa, cho nên tánh tình không còn được như xưa. Thấy là biết rồi. Vậy mà ta cứ tưởng là thủy tinh đổi hệ rồi chứ. Dạ. Mẹ. Sao cha cứ dưới cầu không quay vậy? Cha gửi lầm thầy. Đọc lá thư đi. Dạ thưa. Dạ thơ đây, từ từ. Dạ thưa. Thơ thưa nha. Cái chuyện gì cũng phải từ từ. Ở dưới nước nói chuyện nhiều quá, lẹ quá nó sẽ bị ngộp nước chết. Dạ. À, xin báo cáo với ngài là cái tình hình học hành của hai em đây. Sơn Thùng thì do ngài này dạy, tôi không có biết. Nhưng riêng em Mộng Mị này, em học hành thì không hơi sao lãng. Bây giờ tụi nó đâu có hại đâu, đâu phải đâm an. Dạ. Và có một bữa nọ tôi lại bắt gặp bức thư này. Xin ngài đọc thì sẽ rõ. Ai là thầy hiệu phó? Dạ thưa đây. Gửi thầy hiệu phó. Thầy ơi, em thương thầm thầy từ lâu. Mỗi lần nhìn thấy thầy giảng bài, cái cục dê chó ấy cứ làm em xao xuyến. Em viết thư này để tỏ tình với thầy. Cái cục dê chó rồi tới cái gì vậy ông? Em viết thư này để tỏ tình với thầy. Mộng Mị, con hết người sao mà con tỏ tình với người đàn ông có con dê chó vậy con? Chữ này có phải chữ của con không? Dạ, theo con xác nhận thì chữ này là của thầy hiệu trưởng. Hả? Ồ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông hiệu trưởng của nó, không phải của tôi. Thôi nhận đi, nhận đi. Không phải của tôi. Nhận đi rồi ta dắt đi qua Thái Lan. Qua bển làm gì bắn ra ba té nước hả? Trời ơi, bê chữ này quá. Không phải chữ của con ta. Cái gì là? Ở dưới kỷ cung này, ông muốn kiểm tra ai thì ông kiểm tra. Chữ này không phải của con ta. Nếu mà không phải là của con gái ông thì chắc chắn là của con trai ông. Hả? Không. Cái gì? Trời, cái gì vậy? Cái này là của thầy hiệu trưởng. Tại vì con học thầy lâu lắm rồi, con biết cái nét chữ của thầy. Của con trai ông, con trai ông mặc đồ kìa. Muốn cái mặc đồ kia vậy là muốn rù quến ông thiệu hiệu phó nè. Đúng không? Làm cái gì ở gồng hả? Cái quăng cục đá nữa quá. Biết tao có thể dời non. Dời non lấp bể không? Hả? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Chà, chà không biết giới tính con rõ ràng từ đó tới giờ rồi đó. Tội nghiệp cho muội. Ôi, cả một cái cung dụng lớn như vậy mà không tìm ra hung thủ. Ui, thật là buồn thảm quá đi. Vậy hay là của, cái này là của ai? Ui, ta làm sao biết được. Dạ, ôi, ngài là chủ nhân ở đây. Ngài là chúa tể ở đây thì ngài phải xét à. À, là ta nói gì cũng được đúng không? Ui, dạ. Thật là buồn thảm. Ui. Ta đi đây phải không? Không, ta vẫn đi vòng vòng thôi. Cái trò mà ta hay đi đây ta rành lắm. Là bây giờ là của ai? Không chừng thôi, đây, theo như ta phán xét thì đây chính là bức thư của con gái của ông ghi cho thầy phi phó. Không sai vào đâu được. Phiền thầy hiệu phó cho tôi mượn kỳ viết được không? Kỳ viết à? Tôi muốn kiểm tra coi thử. Được. Nét chữ có phải con tôi không? Mẹ ông Mỹ, Mộng Mỹ. Mộng Mỹ, con rảnh quá, con ở không quá. Để ở đây, người ta là thầy, ắt hẳn người ta có viết, con có cần đi lấy hay không? Dạ. Phiền thầy cho tôi mượn kỳ viết được không? Để tao quá phép lấy cây viết. Cuộc sống thật là nhiễu nhương. Hãy mau kết thúc đi, không còn thời gian đâu. Người tránh ra. Viết đâu? Đây, pháp thuật đã tới rồi. Pháp thuật quay đi lộn. Mộng Mị. Dạ. Con hãy viết vài chữ cho cha coi. Ghê vô cái tấm thớt của anh con nó viết đi. Dạ. Vài chữ thôi, chỉ cần cái nét là được rồi. Dạ. Vài chữ thôi con. Đây, phiền các ông hãy coi nét chữ có giống hay không. Ừ, quả thực, quả thực là có nét hơi khác đó. Như vậy là bức thơ này của ai viết đây? Mời thầy hiệu trưởng. Ông viết vài chữ tôi xem. Nếu ông quệt quạt cho ra chữ
là cái này tôi khẳng định của ông. Nếu ông nắn nót cho chữ đẹp, tôi khẳng định cái này là của ông. Cho nên ông đừng viết ông nói là của ông cho rồi. Ông ừ đi, đúng không? Đúng rồi. Thấy hiểu bó. Trời ơi, thầy hiệu trưởng, tại sao thầy là dám làm cái chuyện mà vu oan cho học trò của ta vậy? Hả? Thầy hiệu trưởng, thầy có ghét phụ huynh á thì thầy cứ chửi thẳng phụ huynh, tại sao vu oan cho học sinh như vậy? Tôi biết thầy thù hận tôi, tôi biết thầy thù hận phụ huynh, nhưng mà từ từ chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Bây giờ thầy hiệu trưởng phải giải quyết chuyện này cho lẹ, thời gian đã hết rồi. Thôi được rồi, không dạy cái môn gì. Ngày hôm nay ta xuống đây vô tình lại gặp lại người quen, nhưng ta đã tin tưởng gửi con cho các ông. Ta mong rằng các ông hãy dạy dỗ con cái của ta cho nên người. Thù hận xưa của chúng ta từ nay quá giải. Ta còn nhiều chuyện để làm. Tạm biệt các ông. Cảm ơn các ông đã quan tâm tới con gái của ta. Trời ơi, rất là hay, rất là hay. Khổ quá. Mệt quá, can tiếng luôn rồi. Công nhận cái chuyện mà tình yêu mà nó kéo dài như vậy mà giật chót nó giải quyết được thôi là mừng biết bao nhiêu. Nói chung là nó cũng phức tạp và cũng nguy hiểm. Nói chung là bây giờ mình phải xóa bỏ những cái hận thù. Đúng rồi, không? Để cho phát triển một cách tự nhiên. Bây giờ chúng ta đến với phần Tiếu Lâm Hội. Bây giờ sẽ là Tiếu Lâm Hội. Chà, Bụt ơi, ông Bụt ơi, có thể cho con biết cái phần này có vui hay là không vui? Tùy theo con. Con thấy vui thì nó vui, con thấy không vui thì nó sẽ không vui. Tùy theo những người có mặt trên đó, và tùy theo ba vị khách mời làm những gì. Chứ ta nhìn thấy đồ ta là ta thấy vui rồi đó. Vậy thì ta đi tìm Tiếu Lâm Hội để xem vui hay là không vui. Ta đi đây. Xin chào tất cả các thần dân. Ngày hôm nay vương quốc của ta có một buổi event rất là long trọng, tổ chức cho anh trai của ta tròn 20 tuổi, đủ tuổi lấy vợ cũng như đủ tuổi ngồi tù. Cho nên vua cha đã tổ chức một buổi sinh nhật cũng như là kén vợ. Tất cả các cô gái trong thành đều có thể tham gia kén chọn. Xin chân thành cảm ơn. Ta cũng tuyên bố cho các người biết, vì hoàng cung vừa mất trộm cho nên mão mũ của ta và tất cả những người trong cung đình không còn một cái nào. Con thấy ngày hôm nay thế nào, tên trộm nó cũng trà trộn vô đây cướp quà của anh hai nữa, cho nên là con muốn xét giấy mời. Được. Ai không có giấy mời sẽ đem ra chém đầu. Con cứ xét đi. Ok. Lâu đấy, mặc áo nhúng bèo được ha. Giấy mời đâu? Giấy mời gì? Vô đây là phải có giấy mời. Đâu ai đưa đâu. Thôi không sao đâu con, người ta đã vào đây dự thì mình cứ để cho người ta dự. Bởi nãy giờ bữa tiệc là nói chung là không phải gọi là tiệc mà đến đây để chung vui, chứ mình cũng đâu có đãi gì đâu mà sợ. Nhưng mà lỡ lê. Nhưng mà không được, lỡ vô đây cướp đồ nhà mình sao? Ôi cướp thì ra kia bắt đại quánh. Còn cái chuyện này vô đứng coi chơi, ăn uống gì đâu, giấy mời. Vậy là cha quyết định là không cần xét giấy mời đúng không? Không cần xét giấy mời. Ok. Còn con muốn xét cái gì con cứ xét nó đi. Thôi bây giờ con muốn xét cái gì cũng được đúng không? Vậy đây. Nhà ngươi có gì quý giá hơn cọng dây nịch? Tháo cọng dây nịch ra. Ủa là tháo luôn á, đức vua. Công chúa con của ta có quyền làm tất cả những gì cô ấy muốn. Chết rồi, mà lỡ bạo quá rồi cũng phải chiều luôn hả đức vua? Cố gắng đi. Nhanh. Lấy dây nịch. Lấy dây nịch.
có lấy cái kia không? Đợi chút tính. Định lấy cái quần nhưng mà thôi đó. Lấy ông cho luôn nè. Khỏi. Đem cái dây đến đây cho cha. Dạ. Để cha xử từng người một. Hả? Người bước ra đây. Người tên gì? Dạ con tên Lũng. Vương quốc của ta nổi tiếng là giàu có. Lũng cũng lũng vừa vừa thôi chứ đi ăn tiệc nhà vua mà lũng quá như vậy hả? Dạ. Đúng rồi. Dạ tại vì phong cách giờ muốn khoe với ai? Muốn khoe với công chúa? Dạ không, khoe với đức vua. Khoe đức vua, tới ông nội đức vua hả? Dạ không, đẹp. Con thấy đẹp, tại vì phong cách bây giờ mấy đứa trẻ nó vậy đó. Tại con mới hai mấy à, nên là mặc theo phong cách mấy đứa trẻ giờ. Chứ đức vua mặc gì ai coi. Nên là... phong cách mấy đứa trẻ bây giờ là mặc áo dúng bèo rồi mặc quần lủng lỗ vậy đó. Để cởi áo khoác ra nhanh. Dạ, đúng lên rồi. Cởi áo khoác ra nhanh. Cởi luôn hả? Tao muốn cái gì là phải có cái đó. Còn tao muốn tại gì? Lạ lạ quá đó giờ. Ủa lấy thiệt luôn hả? Rồi đưa đây cho ta. Tại ngươi là nam đó, chứ nữ là bắt đầu tới ta nè. Đứng lại. Các nàng từ đâu đến? Dạ. Ngài muốn biết chúng tôi là ai à? À, thì ra là từ bệnh viện đến à? Dạ, con cũng nghĩ vậy. Cảm ơn các nàng đã bỏ bệnh viện để đến đây. Dạ. Khi các nàng giới thiệu ho là biết là đang bị cảm mà vẫn tới đây. Cảm ơn. Không phải là bị ho. Xin rồi thấy đức vua không nhận ra tụi em là ai hết hả? Dạ. Làm lại coi. Quen vua, không đức vua? Vua. Không ấy phải lưu đưa xương bá chúc anh đại không vậy? Thằng này nó mới ở trong bệnh viện nè. Con nghĩ cái mặt nó cũng ngưng, tao cũng nghĩ nó ở bệnh viện ra đó. Nghe nhạc gì mà không biết chúng tôi là ai à? Đâu làm lại cái nữa chơi. Rảnh quá nhây. Vậy thôi. Mình giới thiệu đi chị. Mình là ai vậy chị? Dạ. Xin tụi chào em là tụi Lọ Lem Song Sinh. Dạ. Lọ Lem Song Sinh. Cái bài hồi nãy của Lọ Lem à? Con cũng nghĩ vậy. Kỳ quá. Cái bài hồi nãy hình như nó sai sai á. Dạ không, em mượn nhạc để cho nó có cao trào á đức vua. Dạ. À, xong lấy cao trào, xong lấy em của ngày hôm qua, vợ người ta. Dạ, tại mình đang ở... Tại mình đang mặc đồ cổ điển, cho nên mình phải xài nhạc cổ điển. Mặc đồ cổ điển nó cũng phải đúng nhạc chứ. Đâu có ăn cắp nhạc của người khác như vậy được. Du cha, con nghĩ là Du cha nên lấy một món gì đó trên người hai bọn họ đi. Hả? Lấy ít thôi, lấy cái váy thôi. Con nghĩ nên lấy phần trên. Lấy phần dưới ư? Lấy phần trên. Lấy phần trên. Ê. Cung điện mình diện tích có hạn, lấy phần trên đó kho đâu mà để. Đúng rồi đó, lấy phần trên kỳ lắm. Con hiểu rồi. Không ấy lấy cái đầu được không? Lấy đầu nhà ngươi đó. Còn bánh bèo. Có duyên dễ sợ. Cha. Hả? Ở đâu vậy? Cha. Sao anh trai kỳ vậy? Hôm nay là sinh nhật của con, là ngày kén vợ cho con. Tại sao con ăn mặc giày thì chiếc có chiếc không, trên tay còn cầm chiếc giày của ai vậy? Dạ thưa cha, thì cha cũng đã biết rồi đó. Gia đình mình vừa bị trộm, mất hết một chiếc giày. Thế là con lang thang ra bãi dê chai và lượm điếc này để thế. Nhưng con thấy cái chiếc giày này thân thuộc và nó hợp với chiếc này quá,
nên trời, con xin vua cha, nên con xin vua cha, người nào mang dừa chiếc dài này sẽ là người sẽ sống chung với suốt đời, bởi vì năm nay là ngày sinh nhật của con. Sẵn đây ta sẽ kén vợ cho hoàng tử, nếu trong hai người, kể cả ba người luôn. Hả? Bánh bèo được. Được hả? Người nào mang dừa chiếc dài này, ta sẽ cưới ngài cho hoàng tử. Ê, 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 hỏi Yến cái được không? Nó nghe nè, nó nghe nè. Ê, con hoàng thượng bệnh. Bây giờ ba đứa mình cứ thử đi, ba đứa mình cứ thử đi. Ủa, nó thử rồi, lỡ lên lên cho ba đứa vừa rồi. Lại lấy nó làm cái gì? Chia, mình chia tài sản, hiểu không? Nó giàu lắm, nó giàu nhất cái xứ sở này đâu. Cái mặt nó cũng kỳ kỳ á. Thôi ý xong chưa? Sao? Dạ xong rồi, cho phạt đền cái được không? Đợi xíu, giờ sao giờ? Bây giờ cứ thử đi, ba đứa đứa nào vừa rồi mình gom tài sản không, mình chia ba. Trời ơi tham quá à. Dù nhưng mà cái lộn nụ mà. Cái tối động phòng mới là cái quan trọng, bây giờ ai là hưởng? Chị hưởng cho, chị hưởng cho. Chị nha, chị trước nha. Ok, chơi. Chị nha. Dạ, xin mời. Dạ thưa đức vua. Xin mời thí sinh nặng ký nhất. Hoàng tử à. Dạ. Khi con để đây là con không tôn trọng người khác. Dạ. Cầm chiếc giày lên, để trên đây nè. Hả? Trời ơi. Sao bà mang? Wow. Mang đi. Dạ thưa đức vua, thần thiếp. Hoàng thượng đang chủ mưu trí của nàng đó. Thần thiếp có giới hạn. Thần thiếp mà để trên này thì, ôi trời ơi chắc chết. Hoàng thượng đang thử trí thông minh của nàng đó, hãy xử trí đi. Miễn sao nàng xỏ được vào chiếc giày thì được. Ta sẽ chỉ cho. Hả? Rồi leo lên đây. Rồi xỏ tôi đây. Thôi 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 chàng ơi, chàng đừng có hại thiếp mà. Trời ơi. Kìa có người hy sinh cho chị kìa. Thôi 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 được rồi, để chị. Trời ơi bà nha. Bà ráng luôn đó hả? À. Coi chừng bị trật khớp đùi nha. Ồ. Trời ơi chắc chết. Wow. Ta chưa thấy ai mà khùng như con này. Nhảy như vậy máu nó tụ xuống chân thì làm sao mang dừa chiếc dài đó được. Ta thấy có vẻ hơi bị khó khăn đó nha. Không có đường rồi. Đi chị ơi. Đâu phải để dưới đây thôi. Qua dừa quá ha, nguyên cái gót lòi luôn nè. Trời dừa dễ sợ, trời chân bị nước gót khô quá. Chà, không ổn rồi, nếu để vậy tét dài mất. Lấy ra ngoài. Rồi, nghỉ khỏe. Này vô nghỉ đi hết rồi. Để em, để em. Rồi, tới thiếp máu xanh nè. Chị, cẩn thận cái bé nhỏ mà. Giờ sao, để em đó hả? Cho mượn cái đùi đi. Trời ơi, cô chừng giùm cái coi. Cô chừng halo em ơi. Sắp vừa rồi, sắp vừa rồi. Vừa đi. Sắp vừa rồi, xong vô. Vừa đi. Xong vô. Vừa rồi, vừa rồi. Vừa rồi. Khoan, khoan. Vừa rồi, vừa rồi. Vừa rồi. Trời ơi, im nè, để tao nè. Ta là người phát sinh nhất cái cung này. Nếu mà vừa á, không có dễ ra vô vậy đâu. Nè, thấy không, vừa là ta phải vừa khích nè. Làm gì ra rồi gì được. Không có đâu. Đây leo xuống đi. Ủa sao bộ 5 móng chân mà một móng vàng 4 móng hồng vậy? Thì tay bây giờ nó vậy đó chị. Ơi, ngộ ha. Leo xuống về bắt con mèo về chơi đi nha. Em không có thích con mèo. Để xuống về bắt con mèo chơi đi. Chị Bánh Bèo, mời chị. Chị Bánh Bèo. Còn ai trong hoàng cung này nữa? Chị Bánh Bèo. Mời bà Kevin. 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 Kevin còn có nickname là Kéo Quân. Kevin. Trời ơi. Nhiều khi sai dừa đó. Rồi, chàng có thể để y xì nãy được không? Quỳ xuống. Bài đá hả? Bài đá từ xa luôn. Bài vô, sọt một cái là vô luôn. Là đi thẳng vô phòng luôn. Ê, ê. Không, vô là đi luôn. Người ta muốn sọt một cái là vô luôn mà. Sọt sao cha? Đi lên trên. À. Để nó bay lên mà. Oh.
khấu mà hoàng tử bay lên đi. Bay lên đi. Bay lên đi. Có gì rách ta khâu giùm cho. Ồ, thông minh ha. Sọc cái dài chân phải, sọc chân trái. Wow. Được không? Được không? Chứ hoàng cung này cũng đang thiếu thái giám nhiều lắm. Nhắm được. Làm. Không bay được à? Không bay được thì lấy xuống. Đừng hành hoàng tử như vậy. Chà, hoàng cung này có bao nhiêu người? Ba người vẫn chưa ai mà à? Chưa người này chưa mà thử. Vẫn còn. Nếu mang dừa Cầm để đẩy vô cái. Không thích ta thì ta gả công chúa cho cũng được. Giải cứu, đừng có vỗ tay lộn người rồi. Ta chỉ là một công chúa ở xứ sở chùa vàng. Ta ghé lại đây, ta tham quan cái lễ hội. Ôi, ở đây người đông quá. Ôi, nhưng mà không ai đẹp bằng ta hết. Chị nói nghe nè. Ơi, ăn đu đủ nhiều quá hay sao mà vàng dữ vậy? Không có, ăn ấy nó mới vàng vậy đó. Không mấy giờ chị thử dài luôn á chị. Ủa tự nhiên cái đi ngang qua đây cái kêu thử dài hả? Ngày hôm nay. Dạ, trước khi thử dài, dạ cho con xin chào mọi người. Dạ, con chào ông. Ê, vua cha. Chào vua cha. Dạ chào mẫu hậu. Ủa phải hả? Sao thấy mặt mà giống nhau quá. Đây ai vậy? Nô tỳ Sora. Lọ lem song sinh. Lọ lem song sinh hả? Còn đây ai? Bánh không đèo. Bánh đèo vô dụng hả? Còn đây ai, chú hề hay xiết khỉ vậy? Thái tử. Đây là hoàng tử con ta đó. Ông hoàng tử à? Thằng nói lộn ngôn. Ta xin lỗi hoàng tử rất là nhiều. Ta rất là xin lỗi hoàng tử. Còn nàng là ai? Dạ. Nàng là ai bị lang thang mặc bộ đồ vàng? Dạ. Xin giới thiệu với hoàng tử. Ta là công chúa xứ sở chùa vàng. Xứ sở chùa vàng. Chùa vàng. Ở đó kinh doanh gì? Vàng. Kinh doanh vàng. Nên ta mặc đồ vàng. Và ta bán vàng. Nhìn tưởng đâu nàng mới xuất hiện từ khu bò cạp vàng chứ. Hàng gì? Chà, cô công chúa nước láng giềng qua thăm nước ta, cô nên cho cô ấy thử đồ dài này không? Nếu còn muốn, con cứ cho thử. Con nhắm con lấy được không? Vua cha, con nhìn thấy có tướng phu thê đó nè. Vậy thì cho ta thử liền đi, tại vì ta cũng đang ở tuổi ế chồng. Bên em mới rụng nụ, bên em rụng tới cái gì luôn rồi đó. Lẹ lên đi anh. Một lời nói ra bố còn ngựa dưới theo không kịp. Chà, bây giờ sao cha? Giờ mình cho thử đi. Bây giờ khoan, để cúng dài cái đã. Sao không phải cúng vậy? Cảm ơn, đừng có dừa giùm con cái nha má. Dừa tay ta mới thử được chứ. Cởi cái đôi này ra là xuống. Bình thường ta cao 1m72 đó, mà giờ đi đôi này chắc còn thức mốt quá. Trời ơi. Cái gì vậy? 1m72 trời ơi ngút. Đất lung. Bình thường 1m72 tháo đôi giày ra còn có thức mốt à. Trên đây nuôi cá được nè. Tưởng đâu cung đình có gà chứ. Nàng làm ta hết hồn. Dạ, ta có tưởng gì đâu mà đang bị động đất. Nó lúng chỗ nàng đứng chứ. Trời ơi. Bắp chuối. Không vừa. Nào quá đúng không? Tháo ra đi. Vừa y chang luôn chàng ơi. Vậy là chàng phải lấy em rồi. Chàng phải lấy em rồi chàng ơi. Vừa đây. Trời ơi.
nhân của ta đâu? Phu nhân của ta đâu? Phu nhân của ta đâu? Trời ơi, phu nhân của ta đó. Ủa, thì đó là nàng đã có gia đình rồi à? Gia đình lâu rồi, hai đứa lấy nhau 8 năm rồi. Ồ, lấy hồi nào? Oh no, lấy cái giày ra đi. Lấy nào giày lại. Tại sao vậy? Nàng đã có chồng rồi mà cô đi thử giày của thằng khác là sao? Trời ơi, ở đây là hoàng cung, ngươi không được vô lễ. Nhà ngươi biết nào? Phán vô hoàng đó anh. Tại sao lại như vậy? Tại sao có chồng rồi mà còn đi lén bén đi thử giày muốn kim muốn chồng khác? Ui ta hạnh phúc quá, cảm ơn nàng, ly dị. Gì trời chàng ơi, thưa vua cha, một sự vu khống, ta chưa có chồng. Đã lâu nay mới gặp Thái ớt chân nhân. Không phải. Cái gì? Cái này là Annabelle phiên bản tóc bạc. Đây là đâu? Đây là hoàng cung. À, ta biết rồi, nhìn quen lắm. Phải Elsa trong phim ấy không? Phải Elsa không? Giống mặt Elsa không? Bà đi qua đây. Đúng rồi. Nói cho biết, hồi xưa là tôi bị mù, tôi mới lấy bà. Bây giờ tôi đi về đi, đừng nói tiếng nào hết, tôi lại bà. Thôi. À, để cho một chuyện kết thúc nhanh nha. Dạo này luyện võ vẫn đều chứ hả Lý Bách không? Đừng nói bậy. Ta là tiên. Tiên sao đeo những hộp vàng bự vậy? Hả? Tiên sao đeo những hộp vàng bự vậy? Ta muốn biến bao nhiêu thì có. Thấy chưa? Đừng có thắc mắc. Đây là thiệp mời gia tiệc hoàng cung à. Đây là hoàng cung phải không? Dạ đúng rồi, hoàng cung đó. Ủa sao lạ vậy? Chết rồi. Thì ra là do không khí ô nhiễm cho nên ta không định vị được. Ta nhận được thiệt giữ hoàng cung mà ta tưởng tấm cám thì ra là của lọ lem mà. Chết ta rồi. Cái gì vậy trời? Bắt đầu rồi đó. Thôi, ta biết ta có lỗi rồi. Ta đi đây. Cái gì vậy? Nghi rồi. Ông này lại. Ủa gì vậy? Nghi. Vẫn chưa hiểu. Ông này là ông bụt ở trong chuyện tấm cám. Thôi, nói chung là cái chuyện thứ hai là của người ta. Bà đi về nhà với tôi. Không được, ta đã lấy chồng hoàng tử rồi. Ta không thể nào mà lấy một cái người nghèo hèn như ngươi đâu. Đi đi. Ôi ta mừng quá. Trời ơi. Nếu chúng ta là của nhau, nếu ta là của nhau hoàng chúng ta tử. Sẽ lụm nụ suốt đời với nhau. Thì nàng đã mang đôi giày đó của ta vừa, thì ta cũng phải mang đôi giày của nàng vừa. Thử bây giờ trước tiên, ta muốn hỏi chàng là năm nay chàng bao nhiêu tuổi? Vừa tròn 20, chạm vào miễn phí. À, chàng mới 20 à. Vậy là thiếp hơn chàng 20 tuổi. Thiếp năm nay 40. Hợp lắm, xứng đôi vừa lứa. Đúng không, vua cha? Cha, ngày hôm nay sinh nhật của con, cha phải chiều con chứ. Mẹ mất cũng đã lâu rồi. Ai mang vừa đôi hài này sẽ là hoàng hậu, vợ của cha ta. Thì chắc bà mập này bà vô nè. Bà đó đó, dạ bà đó tiêu, lấy được ta. Ra đây. Trời ơi, khác kìa chị. Thấy luôn đi chị. Thôi chị vừa cho em đó, ổng thấy ghê quá. Thử được mà. Ổng thấy ghê quá. Chị, em nhắm trời là cái size chị vô vừa đó, chị thử đi. Nãy giờ em nghi là có cái duyên tiền định hai người lấy hai nhau người rồi. Áo đỏ luôn kìa. Mặc bộ đồ y chang mà. Có số phu thế. Sao cha? Sao tự nhiên cha có chiều ý con không cha? Đi con. Sao em? Thì trên đời chị cũng cố đời em đi. Nhưng mà thôi đi. Thử đi. Dạ sao cha? Ta nói cho các người biết, yêu nhau là phải tìm hiểu nhau. Dạ. Không phải chỉ có một chiếc giày là lấy được nhau về sống hạnh phúc bên nhau. Thôi các người đã tới đây rồi thì hãy chung vui với hoàng tử. Còn tất cả những gì thuộc về số mệnh thì cứ để cho số mệnh định liệu. Còn không phải lấy vợ năm nay thì năm sau, nhưng người con thương phải là người con tự tìm hiểu chứ không phải từ chiếc giày. Con dạ, có hiểu không? Con hiểu ý cha. Đúng. Ngày hôm nay nói đúng. Gì nữa cha? Cái gì vậy? Chưa nói đúng. Sao không cho kết ta biết ta đã sai rồi, đưa ta quay trở lại ta sửa sai. Theo mấy ngàn năm tuổi của ta, ta có kinh nghiệm, ta nhìn ta biết ở giữa chốn năm người này đã có nhân duyên xếp đặt sẵn sàng. Người có số lấy nhau. Đưa ta đây.
Hả? Đây. Đi đâu vậy? Số ngươi là phải lấy nước vua. Ôi trời ơi. Xong rồi, ta đi đây. Tôi nói còn hơn hay hơn ông Bụt, mà thấy không? Thôi chà, tôi nói là hay hơn mà. Hôm nay là ngày vui của con. Với lại cái độ tuổi con đã chín mùi rồi. Thật ra con đọc mấy chuyện cổ tích rồi thấy thử dài đem về hoàng cung tích vậy thôi. Nhưng mà tình yêu là phải đến từ hai con tim đích thực. Nên con đã hiểu ý cha, ngày hôm nay con đã chững chạc rồi. Cha hãy tuyên bố cho buổi lễ bắt đầu đi cha. Bắt đầu buổi lễ. Nhảy đi nào. Khoan, chờ tay đi. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là những tiếng cười vui nhộn để mang lại cho chúng ta những giờ phút thoải mái. Và sau đây là những kỷ niệm dương để dành tặng cho ba người chơi ngày hôm nay. Xin mời. Ê, rồi. Tặng Đại Ngọc Trâm, tặng Ngọc Lạc và tặng cho Kevin Khánh. Bây giờ tôi muốn giải quyết cái vấn đề này. Bây giờ ông thầy này không dạy được cho con tôi thì tôi lấy tiền lại tôi đi chỗ khác cho nó học. Ai không dạy được? Ông kia kìa. Trường chúng tôi là nơi đào tạo trẻ thơ để phát triển mầm mống. Chúng tôi rất quý thời gian. Đó chính là lý do vì sao cái đồng hồ không bao giờ chạy. Thì nói nửa tiếng nó vẫn đứng im đó, chị hiểu không? Nè bây giờ nè, hỏi con nè. Dạ. Giờ ba hỏi thiệt, con muốn học cái gì? Con muốn học. Đừng nói học bơi nha con. Không, con muốn học cái gì? Con học bán rau làm sao cho thật giỏi. Hả? Để mình đưa nhà mình lập thành công ty rau quốc tế để giao thương với nước ngoài. Thôi đúng rồi. Ủa hai đứa mày đang chửi là khen tao vậy? Hả? Đang chửi khen tao vậy? Tao đang khen mày, mày biết mày ngu là mày khôn mà được mày miếng rồi đó. À tao biết là tao ngu tức là tao khôn đúng không? Đúng rồi. À, tao cũng thấy tao thông minh rồi đó. Đấy đó, mày từ mày đó, hiểu rồi đó. Nào khen là tao thông minh đó. Một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm trèo queo, ba vợ nằm ở đâu? Ba vợ thì ba vợ nằm với má vợ. Hay quá thằng ơi. Trời ơi là trời. Cái gì đó thương ông bị đau chân nó sưng chu chu nó vậy thôi biết được như đó thôi đó. Dạ. Rỗ quá mà con giải thích được luôn. Con có xúc phạm danh dự người học sinh lớp trưởng với nè, tôi nha. Bạn không có đánh răng văng vàng khè mà cái lồi ra cái thục vô nè. Tại bạn ơi bạn nghe ra đi nghe ra. Không phải tại ba tôi hút thuốc từ lúc tôi trong bụng mẹ nên tôi bị di truyền. Ôi trời ơi bạn ơi.